một kiền liên có thần thông có thể lên 33 cõi trời, xuống được 18 tầng địa ngục. Ở góc độ thiền tâm thì Ngài có thực sự làm được như vậy hay không, hay chỉ là tưởng tượng của kinh dịch lý? Nên ta có thần thông là lên được chứ. Nhưng mà nên nhớ có một điều á, xuống địa ngục là thấy xuống được nha, nhưng mà lên trời lên không được. Thần thông thì chỉ có thiên nhãn thấy các quả trời chứ không lên được. Ở trái đất này, địa ngục cũng nằm ở trong trái đất này, thấy được, xuống được. Còn nếu đi qua cái vùng kia gọi là hoàng đạo khác không được. Thì cái hệ thống của đạo Phật á, ở trái đất này nhìn thấy được cõi Thượng Đế, Thượng Phật, A Di Đà thấy được, nhưng mà không lên được. Vì ta đã dùng ông có thần thông thiên nhãn mà, gọi là thần thông bậc nhất, kêu là một cái liên là thần thông bậc nhất. Ở trái đất này muốn ông muốn đi đâu đi, ông nhìn thần giống là bạn ông thôi, ông lại bắt tay luôn á, ha. Cô hồn người tới ông còn lại ông á, còn xuống địa ngục là chuyện nhỏ thôi, còn đi lên các cõi trời không lên được, mà chỉ có nói chuyện được, không lên được, nói chuyện được. Thiên nhãn là nó vậy. Cũng như Quan Âm Bồ Tát á, ở tịnh độ nói chuyện với trái đất thì được, Bồ Tát không xuống được nữa. Nói cho rõ vậy. Chứ bây giờ là tất cả các chùa nào cũng thờ Bồ Tát, sự thật Bồ Tát không ở đây, xuống ở đây rồi bắt ăn liền, xuống đây rồi cúng và ăn, rồi cúng ăn nó thành thành được cô hồn luôn á, thành ở trở này ta sẽ ăn, ta sử dụng bằng cái trái cây hoa quả của cái địa từ âm dương, chứ không phải ta ăn bằng cái tứ đại của mình đâu. Đó, con hỏi câu số 2. Câu số 2 là người đạt bí mật thiền tâm có một dạng là tự tu, tự chứng, tự giải thoát, không cần làm thơ trình ai biết. Vị này có phải là một vị Phật xuống thế gian để dạy đạo không? Không có ông Phật nào xuống đây hết trời trời. Mà đã, cái câu hỏi này là người tu thiền tâm không có hiểu. Thiền tâm không có chứng, có đắc, ai chứng cho mình? Có nghĩa là mình hiểu thiền tâm, mình nói thì trong cái ban quản trị chứng như mình à, đúng đúng cái hiểu biết của mình, chứ không phải đắc nghe. Nên nhớ là thiền tâm không có đắc. Cái câu hỏi này nó sai. Còn bây giờ đây chùa thiền tâm sẽ diệu chứng cho anh đạt được bí mật thiền tâm, yếu chỉ thiền tâm để anh giúp người khác, có căn bản giúp người khác, chứ cũng không có giá trị gì cái giá trong cái vấn đề mà giải thoát hết. Mà có cái giá trị là anh hiểu từ xưa tới giờ, anh không hiểu anh đi lại đủ thứ hết, anh đến chỗ này anh xin, bây giờ biết trên cái đất này không có chinh ai dạy mình, ai cho mình được, mà mình biết muốn về Phật giới là tạo công đức trở về, biết công thức trở về, đây là cái quan trọng của cái thiền tông. Chứ được cái câu hỏi này là chứng đắc, ai chứng, ai không có ai đi để chứng. Có nghĩa là chứng cho anh là anh hiểu thiền tông, anh đạt được bí mật thiền tông để cho làm việc thôi, chứ không phải là chứng đắc theo cái kiểu mà vật lý mà của mấy cái ông tiểu thừa. Nói cho đúng vậy, bởi chứng A-la-hán rõ ràng tôi nhập định một cái, tôi thấy hết, thấy đủ chuyện hết, đó là người A-la-hán. Còn ở đây không có chứng đắc, nên nhớ cho này. Bởi vì trong cái bản cho cái cửa chùa là thiền tông không có chứng đắc gì hết đó, mà chỉ con đường trở về Phật giới thôi. Phải quan hiểu cái chỗ này. Rồi con hỏi rồi đi. Ý câu này á là ý nó là một người nào, một người là tự tu tự chứng tự giải thoát, không cần ai phải chứng gì hết, thì cái vị này có phải là vị Phật hay không? Ở đây đâu có tu gì. Ông Phật nào có tên làm chuyện tào lao này, này. Nếu mà nói là ổng tu, ổng chứng đắc, ổng làm đây là cái ai nói đó? Thần ở thế giới này làm. Xin lỗi, ai có tu theo đạo cao đài biết á, thì bằng sai cơ đó ta là Ngọc Hoàng xuống á, đi tìm mấy ông cao đài hỏi á, ta là Ngọc Hoàng xuống, ta sai ra làm này làm kia. Chính cái chuyện này là của cái Phật giáo của Hảo đã nói rất nhiều. Ông Quỳnh Vũ Sổ này, ta là đại diện cho Như Lai, ông Quỳnh Vũ Sổ nói vậy. Rồi là cầm binh đánh giặc, đánh đã rồi chết cái đám luôn. Đó, bây giờ nói được việc đâu,
Tôi nói thật á, tạo cái đài là do quỷ thần dùng ở dưới giặc thôi, chứ không ai đó chúng nói gì nói. Ở đây này mấy hôm trước có gì này, nhập vô rồi nói ta sinh này sinh ra đủ thứ. Tôi tiếp ở nhà tôi có cái bà đó là gọi là đại tá quân đội ở Gò Vấp. Khi bà hưu rồi bà cũng bà đi ngồi thiền mà riêng bà nhập ai nhập vô bà xưng lại bà nói bà đóng quá khứ bà xin tôi nói về chùa đi rồi tôi sẽ giải cho. Nó thế này tại cái thế giới này là ai mình ham cái gì thì vị thần giúp mình cái đó thôi, chết là chết hết, gọi là ngồi mà ta gọi là ngồi thiền lâu gọi là tẩu quả nhập ma là chỗ này nè. Ông thần thấy thì phải mà đừng làm nhào vô. Tất cả những người tu mật chú tâm xin lỗi đã nhập rồi một cái là khỏi vô thiền tâm được. Nói cho biết vậy chứ đừng có tưởng cái tay không có thích cha là xuống đây là đó. Mà chỉ phàm phu độc quyền khí dạy lại cho việc người ta dạy về Phật giới thôi. Mình phải hiểu cái nguyên tắc đó chứ đừng có mơ mộng thành này thành cái kia trên đất này thành cái gì cũng có hết đó. Vừa thành lợn thần nhào vô đi. Giờ con hỏi câu tiếp. Câu tiếp theo là Đức Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa không biết chữ mà vẫn ngộ đạo và làm tổ, vậy tại sao ngày nay những người không biết chữ không thể tu theo thiền tông được mà nhờ người khác giúp dùng bài kiến giải được không? Cái chuyện này đừng có hỏi là người xưa. Cái chuyện Lục Tổ Huệ Năng là cái dòng thiền ông Thật Thích Ca ở ngồi núi Lương Sơn đó, cái ông thứ 33 là trong không biết chữ đó, ông trong Phật không biết cái này thì không biết là ông sắp đặt cho ai ngồi cái vị trí cái tổ 33 này. Mình đừng có nói cái này. Còn bây giờ biết chữ hay là không biết chữ, nếu mà hiểu được cái này, hồi xưa mình không hiểu, nghe ông thầy ông giảng là cúng cái này có phước nè, tụng cái kia có phước. Bây giờ nói có phước ấy, thì phước đi, thì cúng có phước, tụng có phước là đúng chứ không. Nhưng mà cái này là giải thoát, ta muốn đi ra ngoài cái lui được luân hồi thì chỉ con đường đi ra chứ không phải biết. Bây giờ mình không hiểu, tôi nói thật, khi mà quyền ký Đức Phật chưa công bố ra, tất cả người thì tu tịnh độ, người thì tu mật chú, người thì chống khu lại, năm năm lại, trời đất ơi, hỏi chứ giờ hỏi. Ông Phật, ông nói là trái đất này năm loài sống chung, lại ai ở đây? Trong kinh ca, ông nói anh tụng đi, tụng rồi cho ma nghe đó, chứ có ta cũng nghe đâu, mấy ông tụng là thành ma nghe đó. Rồi cúng cho thần ăn, chứ ngoài ta không ăn đâu. Thật thì ông về Phật giới mà ở bên, người giống như mình, trong bên này mình có cha mẹ mình á, qua nước khác sống rồi, để ngồi đây dò con cho ông ăn hoài. Mình có khôn không? Chứ qua bển thì ông ăn cái bển, còn ở đây là mình lo mình đi. Muốn về Phật giới thì ta chỉ có ba con đường: ham muốn, công thức trở về và công đức để đi. Có vậy không? Thiền tâm không có nói nhiều. Sở dĩ mà viết ra 9-10 quyển sách thì nói cho nó vui thôi, chứ sự thật có qua cái tu có một chữ mà sao cùng về Phật giới bỏ tu luôn. Đó, thiền tâm nó đơn giản vậy thôi. Thì khỏi có đi tới ông. Bây giờ tôi nói tất cả những vị thầy mà trên mạng á giảng không có nào dạy giải thoát đâu, mà chỉ nói là thầy là tên gì, mấy bằng tiến sĩ, đi đây đi đó, làm ngày được bao nhiêu tiền, cúng bao nhiêu Phật tử, hỏi giải thoát không biết là sao. Nó nói cái đạo Phật á là cái đạo giác ngộ giải thoát mà không chịu đi xế vào cái này mà đi khoe không, khoe ta là tiến sĩ được hòa thượng không, hỏi giải thoát không biết. Đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, bởi vì nó là mất đi cái tinh hoa của đạo Phật là chỗ này. Đạo Phật cũng thấy tử ông Trần Nhân Tông bỏ ngu vua lên yên tử ngồi, không lẽ lên để ông tụng kinh, không lẽ ông lên ông cúng ông thần núi ra đây. Đó, mình không hiểu, thành ra mình đánh giá sai cái tiền nước. Mình có một ông vua tu đạo Phật, mình thấy trân trọng ông là tu cái gì, ông tu gì ông dạy tôi đi. Thì ông Trần Tông nói muốn dạy lên núi ta dạy cho, chứ ở thành Thăng Long mà tao không dám dạy. Hỏi sao vậy? Dạy nó đập là chết. Thì ở đây cũng vậy nè, chùa Tân Diệu sao không dám mở Sài Gòn, sẽ trèo tú ở trên này chui vô trong cái hốc. Nó có cái lý do nó vậy chứ phải không? Rồi con hỏi. Câu hỏi tiếp theo là con có một thắc mắc là tại sao các giáo chủ lập ra các đạo như là đạo thần, đạo thánh, đạo tiên, đạo Phật đều là người nam mà không phải là người nữ? Vậy
vậy được xin thầy giải thích cho. Bây giờ trái đất này á, nam nữ nó rõ ràng, nam là dương, nữ là âm. Bây giờ nói chính là bây giờ cái thời này nè, ta mới trọng nữ. Chứ ngày xưa thấy thấy cái đạo hồi, đạo hồi không, không cho người nữ thấy đường nữa, khoét hai con mắt đi thôi, người ta khinh mình tới cái kiểu đó. Mà chỉ có thiền tông ra đời để nó xóa nó phá đi. Ông Phật Ca thấy thấy cái chuyện này nó không vô lý, ai cũng giống như ai, ai cũng có Phật tánh, mà tại sao là ép người nữ vậy? Vì thế mà tất cả các đạo là do một vị thần chủ thế giới lập, nhưng mà tại mình không để ý nha. Thí dụ á, ông lập, ông thần chủ thế giới ông lập ra cái đạo tiên đi hay đạo thần đi là người nam, nhưng mà vợ ông là gì? Thánh mẫu. Thánh mẫu á, vợ ông là thánh mẫu chứ không có nhỏ đâu. Mà tại mình không biết thánh mẫu là ai, chứ là thánh mẫu là vợ của thần chủ á. Cái này muốn quân bình nó lại. Vì thế mà khi Đức Phật nói là khi nào mà công bố quyền ý đó, phải là người nữ công bố, không người nam không được quyền. Ta là người nam dạy cái pháp môn này để cho quân bình lại, thì đợi là người văn minh, người nữ đứng ra công bố. Mà ông Trần Nhân Tông cũng có nói thế này nè, khi mà ông lên núi Yên Tử ông ở á, thì con ổng hỏi vậy chứ, phụ dương lên núi ở, rồi tại sao phụ dương không có công bố cái việc ý, những cái lời của Đức Phật dạy? Ông nói tao không có nhiệm vụ. Mà trong cái kinh Diệu Pháp Duyên Hoa, Đức Phật mới bảo là tới đời mạt pháp thì long nữ công bố, một người nữ công bố để cho nó quân bình lại cái âm dương. Ngày xưa Đức Phật nói pháp này nhưng mà người nữ công bố, mà người Thăng Long công bố luôn nha. Thành ra bây giờ tôi muốn nói cái ngày mà công bố quyền ký á, Dũng á, nó sắp xếp á là người nam ở trong Sài Gòn không. Tới ngày tới bữa trước bữa sau, cái cô Ngà với cô Nga đứng xin ra công bố quyền ký này. Cái đó nó có cảm vấn đề. Mà chính là người nữ công bố, mà người đất rồng công bố luôn. Đừng có thắc mắc cái chuyện này. Bây giờ Đức Phật muốn công bố rằng ông Trần Nhân Tông đã nói trước mấy trăm năm rồi. Đức Phật nói mấy ngàn năm, Trần Nhân Tông nói trên 700 năm vấn đề công bố quyền ký. Rồi con hỏi tiếp. Câu tiếp theo là Đức Phật thì có ngũ nhãn, vậy người tu thiền tông ở thế gian này có khai mở được thiên nhãn, huệ nhãn hay pháp nhãn? Bây giờ kiến tánh không ra mở nó huệ nhãn pháp nhãn cái gì? Cái này nó khó. Mà bây giờ ngồi ở đây mà cái ham huệ nhãn pháp nhãn biết chừng nào về Phật chứ? Giờ con tìm công đức đi, đủ về đến rồi đủ ngẫu ngã qua bên kia nhìn thấy, nhìn tới lại cái lát này thấy hết. Muốn sử dụng nhãn nào thì những mình đừng có ở đây, mình đừng có tham vọng này. Bây giờ nói thật á, có một chút xíu mà còn đi khoe tùm lum mà, nói thiệt. Ở đây à, hiểu rồi, thiền tông có chút xíu đi khoe tùm lum mà hỏi ông biết. Có cái tham vọng của mình, mà bây giờ thiền tông ta biết rằng cúng tụng thôi đừng, rồi lại người khác đừng, rồi tập con lo tạo công đức đi về. Hồi xưa không biết á. Bây giờ tôi nói là một cục gạch xây chùa thiền tông có công đức hơn cách nguyên một cái chùa vật lý. Chứng minh là ông gì có 72 ngôi chùa đó, hỏi ông ta không có công đức nào. Nó khổ vậy. Thà mình bỏ một đồng vô chùa thiền tông mà có công đức hơn bỏ một đủ tiền mua cái cách cái chùa. Mà bây giờ xa số không? Từ con người Việt Nam chứ con người thế giới bỏ tiền ra làm cái chuyện muốn giải thoát mà không biết cách sao làm giải thoát. Rồi cả thế cứ theo cái cúng tụng cầu xin rồi cầu an muốn làm cái chuyện nó theo cái cảm tính của con người kêu làm cho tính người đó. Mà bây giờ tôi nói xem, ông mua ghép để bỏ 20 tỷ đô, ông là ở cái gì? Ông muốn là con người đứng đầu thế giới về được từ thiện, nhưng mà đứng đầu thế giới để làm cái gì? Mai mốt nếu bây giờ ông giữ được tài sản ông là phải làm sao? Ông phải đầu thai là con của con ông kêu ông là ông nội,
thì thằng con mới giao lại được cái tài sản này, thì cũng luân hồi nữa. Còn nếu mà ổng mà có cái lực mạnh đó nha, ổng sai khiến người ta chắc chắn nửa lần thần, không phải đơn giản đâu. Bởi vì thần chủ thế giới đã ngự trị 500 năm, thì nếu ông kia mà ông còn ghét mà ông chết rồi đó ha, thì kia thiếu thôi, ông lên đây ông thấy ông này là ông bố trí vô lượng mà vô đây giữ chức này, ông mê liền, ông nghe nói ông mê liền, ông chỉ giải thoát thì không còn lâu. Câu hỏi tiếp. Dạ, câu tiếp theo là ở cõi tịnh độ nếu mình có phước 100% thì sống được 10.000 năm, vậy nếu được 50% hay 70% số phước thì sống được 5.000 năm hay là 7.000 năm, như vậy có đúng không thưa thầy? Bây giờ cái câu hỏi này cũng hơi thừa. Bây giờ người ta hỏi chứ bây giờ anh đi Mỹ tháng đó là 3 triệu đô, 3.000 á, anh đi tháng nhiều kiểm tra tại nhiêu, thật ấn định đó rằng lên tỉnh phước cũng vậy. Tại sao thế giới này có người mới có 10 tuổi chết 20, 30 là cái phước anh có nhiêu đó đó, thôi anh làm ơn người xuống đi. Còn có ông ơi tới 100 tuổi mà không chịu chết phải lớn không, người ta cái phước ông, cái phước ông thì ông có đúng 100 tuổi nhưng mà ông nên nhớ là mang cái thân tứ đại này thì nó theo quy luật này cho ông tài nữa rồi đây đó có phước. Nghe nói là ông cổ ông sư từ 100 tuổi là có phước, xin lỗi ông đó, ông bị lật đọ luôn, đi không nổi, lúc đó 90 tuổi đi hết nổi. Thì thôi nếu mình giỏi mình tịch đi, kêu mấy ông thầy mình tịch đi, còn phải lê thê lết hết người tưởng là tôi thọ là tốt, thọ chắc là thà là cái gì thế giới này nó vừa sức mình thôi được đi là tốt nhất. Ngoài tên người tu theo thiền tông thì không coi ngày giờ tốt xấu khi mà làm nhà đám cưới hay là chôn cất gì hết, nhưng mà nếu như mà người nhà của mình mà không có tu theo thiền tông thì không xem ngày giờ thì có bị ảnh hưởng xấu về cái vấn đề xem ngày không ạ? Thế đúng là mình làm cái gì mình giống như đi đêm không sợ vậy. Hồi xưa đó tôi thấy ông bà mình hồi xưa 6 giờ không cho ra cửa, giờ nó chạy thì ban đêm nó chạy đầy đường đó, có ngày tốt xấu vậy đó. Còn cái chuyện á coi cái nhà cái ông thầy cũng hù đó, ngày đó ngày sát chủ á, bắt đầu mình cứ tưởng tượng đâu có già đó hoài. Nếu mình xem đúng cái ngày đó thì tự nhiên mình vài bữa mình bệnh à, cái tưởng mà do cái tưởng nó đem, cái tưởng nó đem đến cái hậu quả. Bởi vì trong cái ông cái gì ông bên Trung Quốc á, ông suy nghĩ cái một đêm cái đầu ông bật trắng, ngủ tư tư, người ta ông suy nghĩ nhiều quá. Còn mình cũng vậy, thấy nó sợ quá vài bữa gặp có vậy thôi. Cái chuyện thế gian vật lý đó là thế giới vật lý bắt buộc đi theo, thà đừng coi gì hết, đừng ai nói, đừng có tưởng tượng, mình thấy không chưa có chuyện gì xảy ra thì rất tốt. Còn nếu mà ông thầy ông phán vô một câu rồi thì cũng đó trên cái đầu mà dính hoài, đi đâu cũng tưởng tượng. Bây giờ ai ra nè, có một người nào anh bữa nay đi ra cho chừng anh bị xe tai nạn nữa nè, sợ hoài chắc chắn không, cứ lo sợ hoài không tự chủ được đó. Đụng ta có thế thôi, chúng mình phải hiểu cái này, cái thuật này. Bởi vì thành ông Phật đâu có phân ngoài có giờ đâu, ngập cả giờ này là do của mấy ông Trung Quốc đạo lão. Bây giờ tôi vừa chứng kiến cái đám tang vậy thôi, đó nó cũng nghèo. Ông nói bây giờ ngày này muốn mà chặt gia đình đừng phải đưa 5 triệu cũng tổn cho, chưa không? Chân kiểu đó mà giờ mình không dám nói. Nó là cháu đó, thôi mình muốn làm gì làm, muốn kêu ai kêu chứ giờ nói gì. Chừng nào nó vô đây nó hiểu rồi nó hỏi mình mới nói, còn nó không hiểu thôi mày muốn cúng tụng muốn xin ông thầy làm gì làm chuyện của nó. Mình đã sống không có thiền tông là phải sống ông thực tế và rất, mà thực tế này là không phải là mình mê tín nè, thực tế là mình biết trái đất này là ai làm chủ nè, là ngũ hồn ở đâu, mình có nhiệm vụ gì, tại sao mình bệnh, cái chuyên lĩnh bệnh là cũng do cái nghiệp của mình, tuổi thọ mình tới đi hết thì cứ vui vẻ mà đi. Khi tông đâu sợ à, thường tông mà tới khi đi rồi thường mà thoải mái đi, chào đi,
à, chào bà con đi, đừng có nói tôi đau quá, tôi này cái làm chuyện kể đó, cái nghiệp của tôi đau tôi phải chịu, rồi ấy tao đi sớm không sao đâu, đừng có sợ bởi vì thiền tâm này, mà nhìn trên thực tế, đừng có khi nào tưởng tượng, phải bỏ cái tưởng đi, cái tưởng của con người nó dẫn con người đi rất khổ. Rồi câu hỏi tiếp, câu tiếp theo là khi còn khi thầy còn á thì thầy trả lời cho đáp giải đáp thiền tông, nếu sau này mà thầy không còn nữa thì con biết hỏi ai? Thì hỏi mấy ông trực. Bây giờ tôi ở cái câu hỏi này á, thì tôi sẽ nói là một cái công thức về sau tất cả những vị có mặt ở đây nên tìm cái công thức này, mà bất cứ ai hỏi mình vẫn trả lời được, không sợ cái gì hết. Và đạo Phật chủ trương cái gì? Giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ và biết là gì? Thấy không? Thoát biết đường đi rồi. Nếu ta hỏi hai giới này trả lời được không? Tất cả đi phải trả lời được cái đó. Không hiểu phải nói cái này. Rồi bây giờ thứ hai nữa, người ta cúng tụng cầu xin thì mình hỏi về cái trái đất này là có mấy loại sống chung, ai hưởng cái cúng này, thiền tông có nên hiểu được cái này, cái chuẩn này là cái chuẩn để có phá, nó phá về tính. Bây giờ hỏi đi, nói cho tôi lại Phật, không Phật đâu, cái trái đất này nằm Đức Phật, chính Đức Phật nói là ngũ thuốc tập cư và một loại thực vật, Đức Phật ngủ chỗ nào? Mình phải nói cái nữa mới phá người ta được, thấy không? Bây giờ nếu mà nói là lại Phật, nếu Phật cầu đây tôi lại ổng, bây giờ ổng không có đây, ổng về bên kia rồi, giống như cha mẹ mình còn ở đây thì mình sẽ mơ ra thưa ba thưa mẹ có khỏe không, còn ổng đi Mỹ rồi thế cậy ổng đi đâu thì ai hỏi nữa. Mình phải thấy sống cái thực tế này đó, rồi mình lại ai, mình cúng ai, mình nắm cái căn bản ngũ trú tập cư này mới xóa được cái mê tín gì đó, giác ngộ giải thoát đó. Còn mình nói những đề tu hành, đây là cái căn bản cho người tu. Trái đất này đã tôi nói rồi, khi mà truyền thiền ở đó chỉ cần suy nghĩ và dũng công một chút xíu là nhân quả nó kéo rồi, thì tu cái gì đây? Tu thành A La Hán, thành chứ không phải không. Nhưng mà cái đó là trong kinh đặt, trong kia đã nói là nếu mà A La Hán mà anh ở trong thanh tịnh một giờ là thành Phật một giờ, thấy không? Một ngày thành một ngày. Mình sống trong thanh tịnh mà, nhưng mà nên nhớ rằng sống trong thanh tịnh, ông Phật còn nằm trong quy luật luân hồi, ông Phật không thoát ra được. Nếu ông Phật này muốn thoát ra, bỏ cái thanh tịnh đi, tạo công đức đi về, ở trong cái đất này nó quen chuyện của nó. Ở đây đừng có nói gì, ở trái đất này bỏ cái hạt xuống là nó phải lên mầm, chứ không có cái cách nào trái đất này nó mà bỏ trên hư không, hoàn toàn nó không mầm. Mà trái đất này là gây nhân quả nè, thành ra bỏ xuống đất thì phải sanh nhân quả. Tại sao con mình bị nhân quả? Ăn tu ăn thịt động vật thực chất từ trái đất sinh ra phải đi theo quy luật đó. Nó đây là cái đề rồi, đi khỏi mặt đất đi khỏi, làm sao đứng ra khỏi mặt đất này? Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Hai cái chủng này đã trả lời được rồi. Ví dụ cái ông kia ông có hỏi mình bất cứ cái gì, nói à cái chùa này linh, cái ông Phật kia linh thì mới hỏi chứ. Trái đất này ai linh? Nếu thần linh thì đồng ý, nhưng mà thần thì cái nhiệm vụ làm lính vậy thôi, chứ mình đâu có cần cái chuyện này. Mình nói vậy. Còn nếu anh nói anh giỏi á, giác ngộ sao giải thoát xong, anh giải tôi thích. Bây giờ giác ngộ giải thoát ai cũng biết rồi ha, từ con người dạng vật trái đất rồi tam giới Phật giới càn khôn vũ trụ đã phân tích rất rõ rồi, thì còn sợ nữa? Giờ tôi có mất đi nữa thì đây trở thầy thành hết trọi lên, tất cả điều thầy á nắm được cái căn bản không ai phá mình được hết đó. Còn bây giờ nếu muốn tranh luận thì cái tranh luận mình phải nắm được cái bản này mình mới tranh luận được, còn không nắm được. Bởi vì vừa rồi á, một vị thầy ở Vĩnh Long lên hỏi tôi muốn tranh luận tại sao mà nói là chùa Thiền Tông Tân Diệu là
A-la-hán không giải thoát. Tôi mới hỏi thầy bây giờ nè, tôi không tranh luận mà tôi hỏi thầy, A-la-hán, cái nghĩa A-la-hán là cái gì? Ông không giải thích được. Tôi không giải thích được, anh hỏi A-la-hán giải thoát gốc sao? Ông hỏi ông Phật đã từng chứng A-la-hán thì tôi nói đúng rồi, ông cũng tu thành A-la-hán. Nhưng mà sau cùng biểu bỏ, ông không xài. Ông đã nói rồi chứ phải. Trong 45 năm, 46 năm ông đã nói rồi. Ông nói câu này là đệ tử chửi điên. Tất cả 10 thập đệ tử, người nào chứng A-la-hán, có nghĩa là đầu tiên ông dạy cái đạo Phật, ông phải ngồi thiền, ông đã có cây ngồi thiền, ông chứng này chứng kia. Mấy người kiều khoái quá mới tới. Ông dạy mấy chục năm người chứng rồi, chứng cũng có này, là nói chuyện trên trời với đất cũng có rồi, làm gì cũng có cái gì không? Sau cùng nó thôi bỏ đi các con, muốn Phật cũng giải thoát, tôi chỉ cho đường đi, bỏ đi hết. Nó thôi ông chờ cái kiểu này thôi, ông dụ tôi mấy chục năm rồi tôi bỏ. Nó khổ khổ thế này. Thì bây giờ nếu nắm được căn bản này, không cần thử mai mốt đi, ở ngày chủ nhật ông đào xong phong ngồi lại đây, rồi có người hỏi rồi trả lời là sao, nhưng mà tập chứ không lẽ tôi sống hoài đó. Đây là tôi chỉ những cái căn bản của thiền tông đó. Bây giờ tôi nói thật là tất cả bao nhiêu bằng tiến sĩ hòa thượng chứng đắc gì là đây rồi, xin lỗi không ông nào vô nổi cái này, nắm được cái căn bản thiền tông không ông nào bẻ hổi đâu đó thật. Chứ bây giờ cái chuyện mà chùa phát ra trên mạng, nó xin lỗi, nó phản ứng dữ dội lắm. Nó mà biểu thích thức biểu là chắc đâu, chắc không ai chịu bỏ hơn đây chịu vô. Thiếu gì tay mà giỏi chứ đâu hay không có giỏi. Tiến sĩ không thiếu gì mà. Tiến sĩ bằng thích nhật từ không nói 6-7 câu người thì mới vẽ hồng ở đây không. Mà chưa có nói xong, thấy không? Rồi con hỏi cái câu tiếp. Ý câu này hỏi là sau này thầy không giải đáp, nữa thì hỏi ai, cái người nào sẽ giải đáp? Thì đỡ nãy là hỏi ai, thì cái người nào mà thông cái này làm thì dạ, đôi ông Lâm trèo lên đây chứ trèo lên đây ngồi thì thiếu người. Mình nắm được căn bản không sợ ai. Tới từ trường hợp vậy không? Từ trường hợp bây giờ tôi nói thọ hỏi với bây giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh không có ở đây là ai điều hành quốc gia này, thiếu gì người ta điều hành, tôi cũng bỏ thì thiếu gì người trèo lên đây đó. Bây giờ tôi muốn duy trì cái thiền tông này ở đây để chi? Bây giờ ý tôi muốn á, cái thế hệ sau á là phải hiểu rành mạch cái thiền tông này. Già quá đến thì ngồi để vô để ăn, tôi cất nhà cho ở, chết có chỗ, có chỗ thiêu luôn. Còn sướng quá, đừng sống với con cháu thì nó mệt. Nó còn nói vô đây nè, vô đây là ngồi làm thầy với người ta rồi xong rồi. Rồi sống nổi có chỗ nghỉ nào à. Tôi sẽ cất mấy ngàn cái chỗ nghỉ vậy. Đừng có lo cái chuyện đó. Giờ đây thiếu gì, nếu mà hiểu được cái này thì xin lỗi. Vô đây bởi vì tôi nói anh em trực nè, phải hiểu cái căn bản này, người ta đến mình phải hỏi ta. Rồi mốt tôi sẽ tập huấn cho anh em vào lên rồi cho người hỏi luôn. Anh vô đây anh trực rồi anh hỏi, người ta hỏi có anh ngớ, anh ngớ ra thì sao được. Nói vậy mà cũng tu thiền tâm nữa thì giống như thiền gia, Phật gia hỏi không biết à. Thì nên nhớ, tôi sẽ dần dần tôi sẽ tập cái chỗ này để gì, để cho anh hiểu, cứ hỏi đi. Nhưng bữa nay tôi trả lời thì anh em cũng nên kinh nghiệm là rút cái chuyện này. Bây giờ cái chuyện mà người ta nói là đã kích về thiền tông, đã kích A-la-hán, tôi không phải đã, tôi nói là ông chứng phải chưa giải thoát chứ không phải là tôi đã kích. Tôi chưa từng nói ông là, bởi vì sáu pháp môn Đức Phật là vậy, ai muốn tu cái gì tu, ai muốn chứng A-la-hán cũng được, ai muốn làm thần cũng được, ai muốn lên tịnh độ tượng đế thì tự do thôi, ta chỉ đường đi mà. À, cái câu này thì nên hiểu là cho rõ, chứ đâu phải giải đáp thì mình cũng giải đáp, thì anh em trực đứng cái ngày nào trực ngồi đây giải đáp đó. Nên nhớ là mấy người trực thì chuẩn bị nha đó. Bởi vì tôi ngày chủ nhật tôi đã lời, mấy ngày kia mấy anh em đã lời, chứ không lẽ rồi ta tới rồi sao. Tại hỏi đúng vậy, cô tu thiền tâm mới chết rồi, ta khi đừng cho ta khi mình. À, rồi hỏi tiếp. Dạ, câu tiếp theo là, người tu thiền tông nếu may mắn được mất thân, nhìn thấy, nghe, biết được cái xa xăm, cái vi diệu, vậy thì Phật tánh của người đó có thấy được chính nó không? Hay là lúc Phật tánh thấy, nghe, nói, biết trùm khắp, hòa cùng càng không vũ trụ, không hình tướng? Đó này.
khi mình tu mà kiến tánh được thì mình mới phá được những cái vô minh, mình mới thấy được, phá được cái chấp của mình mới thấy được. Bây giờ tôi nói vấn đề mà ví dụ mình tu thiền tông mà mình hiểu được căn bản thiền tông, phá được cái gì? Phá được cái ngu của mình. Hồi xưa người ta nói gì cũng nghe, bây giờ tôi không nghe. Thế đó gì? Mình chứng được cái đó. Thế đó là đúng không? Hồi xưa kêu lên núi Bà Đen, lên lại, chổng khung lại bả. Bây giờ không lại. Thì mình chứng được rồi, chứ còn muốn gì nữa. Hồi xưa nó là vô lại ông Thích Ca cho có phước. Ông nói không, tao tụi bay mà hiểu cái này lại tao cảm ơn tao được, chứ đừng có nói có phước nha, lại cảm ơn ông chồng. Thế đó, đó là mình hiểu rồi, chứ hiểu là giác ngộ rồi. Còn hồi xưa bảo là ông Thượng Đế cho lập ra cái đất này, và nó nói rõ rồi, ông Thượng Đế chỉ là cái ông Chúa cõi trời thôi, chứ làm sao làm này kia không. Mà cái người nói đó là ai? Bây giờ anh em trả lời thử, cái người nói Thượng Đế lập ra cái đất này là ai biết không? Tên ai, ai biết? Tên là Tập trả lời đó. Ai trả lời được? Ai nói cái câu này? Chính ông thần chủ ai? Đông lầm ra được. Chính ông thần chủ, ông nhập xác, ông nói gì vậy? Bởi vì tại là tại sao cái ông Lê Văn Cung ổng lập đạo Câu Đài, ổng nằm chim bao ổng thấy ông thần chủ cho thấy ông đi lập cái đạo Câu Đài, cái đó là cũng chỉ nằm cái trong mơ tưởng thôi. Tôi tưởng lập ra gì, đem Thích Ca ngồi trên, ông thấy Thế Bạch ngồi dưới, Chúa Giêsu kế ông Khương Tử Nha. Rồi ông nói là Tam Giáo Hòa Đồng, ông là Tứ Giáo Hòa Đồng trong cái Tam Giáo Hòa Đồng. Tam Giáo Hòa Đồng là cái ông Bà Hảo, là Tam Giáo Hòa Đồng. Nó đúng là cái chuyện của người ta đem về cho mình. Mà còn cái người nói lập ra trái đất, lập con người để là ông thần ông nói. Thì bây giờ tôi nói thiệt xuống Sài Gòn đi, ai mà ngấu ngáo chúng em muốn đi đâu á, gặp cái thằng lừa gạt chỉ liền, móc hết túi rồi xong rồi kiếm nó không ra luôn đó. Nói chuyện bởi vì mình nói để tôi nói đầu bộ mình không nói, chứ tất cả những gì mà trên thế gian này đều là biết hết. Tôi nói thật, có gì đâu thật. Ông Phật nói rất rõ mà, ông nói từng chi tiết một. Con người có bổn phận là tưởng tượng hành động để dẫn cái tánh Phật đi luân hồi. Rồi cũng từ cái con người muốn trở về Phật giới, cũng từ con người đi về. Chứ không có con học đâu thành đầu dẫn nhiều đi, tánh Phật cũng không dẫn mình nữa. Bây giờ giống như cái vấn đề mà cái người mà người ta nói, bây giờ anh muốn đi du lịch, anh phải có tiền. Chứ cái thằng giám đốc du lịch cũng không cho anh nữa, cho anh sao được. Nếu cũng cho phải bỏ tiền ổng. Còn nếu tập thể làm sao mà bỏ tiền được. Thành ra cái thiền tông là nó rất thực tế và khoa học. Bởi vậy thành ra tôi mới nói là tất cả những người muốn đấu tranh đến đây, còn ở đâu cũng được, mời tôi đi một trong ngày tôi về tôi được đấu sẵn sàng, tôi không sợ cái gì. Nhưng mà nên nhớ là nếu anh em hiểu được hai cái căn bản mà nãy tôi nói thì đừng có sợ gì hết. Còn nếu anh không hiểu ha, nó quật một hơi vòng là anh chết đi không? Kiểu là giống như nó quay gì quay dế rồi mở ra thấy đường đi đó. Dạ hỏi tiếp. Hỏi lại câu này đó là Phật tánh của người đó có thấy được chính nó hay không? Bây giờ mình thấy nè, con mắt mình thấy, còn thấy con mắt mình không? Làm sao thấy được? Rọi kiến mới thấy, chứ không rọi kiến sao thấy. Rọi kiến đây là cái bóng. Bạn cái tánh thấy là Đức Phật là tự nhiên thấy, tự nhiên nghe, tự nhiên nói, tự nhiên biết. Cái đó là tự nhiên. Mà bây giờ sẽ kiến tánh, từ kiến tánh đó là tại vì tiếng Việt Nam mà trên kiến tiếng Trung Quốc là tánh kiến. Tánh kiến là gì? Cái tánh thấy. Còn mình là kiến tánh, nó đi ngược lại, thấy được cái tánh. Nó sai là sai chỗ này. Bây giờ tôi thấy cái hình này, hình kia tôi thấy. Đức Phật là gì? Thấy không ngăn ngại gọi là một vị Phật, Phật nhãn. Thấy suốt gọi là Phật nhãn thấy. Còn mình thấy bị cảm là tánh người thấy. Vì trong bây giờ sao?
Bởi vì nếu mà tánh Phật có những cái bức tường không thành vấn đề nha, thấy xuyên qua được, có lẽ gọi là tánh Phật thấy. Mà còn tánh thiên nhãn thấy cũng được, nhưng mà nó thành trong giới hạn của cái tam giới. Còn Phật nhãn thấy xuyên qua tam giới luôn, gọi là Phật nhãn là thấy vậy, chứ đừng có nói thấy cái tánh của mình. Chứ bởi vì cái tự nhiên thấy mà nó vậy, mình phải phân tích là cái Phật nhãn là thấy kêu bằng thấy bao la, thấy trùng khắp á, thấy xuyên suốt bao nhiêu hành tinh, bao nhiêu tam giới biết hết, gọi là Phật nhãn. Còn nếu thiên nhãn nằm ở trong cái phạm vi của cái tam giới thôi. Còn huệ nhãn là thấy cái hình bóng của không thấy hình á. Nhưng mà bây giờ nè, nếu người nào chứng được huệ nhãn, thấy trong này rất nhiều hình ảnh, kể cả đài truyền hình Phật vẫn thấy được, nếu huệ nhãn. Và người nào thấy được cái đài truyền hình đó Pháp, có hình bóng ở đài truyền hình Phật, người đó có huệ nhãn. Nhưng mà thôi, bây giờ đó mình tu từ Phật là một cái định để giác ngộ giải thoát. Chứ còn chuyện thấy cái chuyện đó làm chi cho nó mệt, thấy là được làm gì, thấy không? Giống như nói tôi giờ tôi thấy, tôi muốn thấy một đống bạc, thấy của người ta, của mình chứ đâu phải của mình đâu. Mà nên nếu là tôi muốn tìm, muốn làm 50 triệu thì được, thì của mình. Còn đây tôi thấy 1 tỷ, thấy chi vậy, mất công. Mình phải hiểu cái nguyên tắc ở đó, phải hiểu cái Phật nhãn là thấy thông suốt qua các tam giới luôn. Còn thiên nhãn thấy hết nước là để tới cái dòng hoàng lão số 5 là đứng lại. Đó, phải hiểu vậy thôi. Còn nhục nhãn của mình á, thấy tới cái bức tường thôi, không siêu bức tường được. Nó giới hạn vậy thôi. Rồi mà hỏi tiếp. Đã có hỏi, có cái gì mà có hỏi tiếp không? Dạ, cô thưa thầy, con xin hỏi là khi mình tạo công đức với thầy mà mình tặng sắc cho người khác á, mà họ khinh chê hay họ xét cuốn sách đó, thì mình có bị tội gì không thầy? Mình tạo công đức bây giờ người ta xét trong cái này Đức Phật có nói đó, mình phải dùng cái trí tuệ của mình cho mượn, mới vừa dán ra không chịu thôi lấy lợi, đừng có để ta đọc rồi ta chửi. Cái đó là mình gọi là con người mình không có trí tuệ, giúp người ta phải giúp cho đúng. Nếu nó chửi nhiều mình cũng có dính một số tội đâu á, nó chửi ít thì ta dính ít à, nên nhớ rằng nó quăng cái bình mực của mình á, nó quăng dính nhiều thì ướt hết cái áo, còn nếu mà dăng chút xíu cũng dính tất cả. Bởi vì Đức Phật phải bảo là sử dụng trí tuệ để giúp người ta, từ học hỏi cho đến mà giúp người khác, phải giúp bằng trí tuệ, đừng có đụng ai mà cũng đòi cái pháp ông này nói. Ông Phật vừa nói ra còn bị chửi mình bởi chừng nó phan vô mình thì còn chịu đỡ, nó giết mình đó khác. Mình phải sử dụng một trí tuệ, nhớ là đừng có dùng cái tướng phàm ao phu mình mà nó tôi muốn giúp người này giúp kia, đừng có ham cái đó. Anh có thích thì tôi cho anh mượn, nghe em thích thôi này, mà tuyệt đối là muốn giúp người ta phải nói bằng cái này nè. Mình nói tôi đọc cái này tôi không biết sao, tôi thấy nó cũng không hay lắm mà cũng ấy, mà tôi anh giúp bên tôi, anh làm ơn anh đọc anh dạy nghĩa tôi đưa nó chửi thật lấy lời chứ. Mình thử là thử người ta là vậy đó, còn nó khen hay quá suối nó đọc tiếp, nó đi nó hút vô là mình có công đức, còn nó có dạt ra mình cũng chả sao. Mình có dạt ra mình cũng, bởi vì mình đây là mình có cái màn che sẵn rồi, anh không làm gì tôi, anh không phá tôi được đâu. Cái này mình trước khi nãy để tôi nói chuyện cái chuyện mà cái cô mà ở quận 3 có bà cái ông già ở bên Úc á, là giữ nguyên cái đạo tràng mà khi cổ đạt được bí mật thiền tông rồi, vừa nói ông già đó không ai, tao đã xếp xong ở bên kia đó, đâu có nói gì. Cái hỏi tôi đó nè, tôi nói là cô á, lấy cuốn sách này, lấy số 8 này, hỏi ông già tập giải nghĩa cho cô nghe. Ông kêu nhào vô liền, làm thầy mà, tá làm thầy mà, đọc
dính liền. Điểm sáng không có nhả cái thứ sách này là nó bằng độ bằng cái cách đó. Phải năn nỉ, năn nỉ người ta giải thích cho mình nghe. Sao ông thầy, ông già đạt được bí mật thiền tông đem về bởi chuyển qua mấy chục người luôn. Phải dùng cái thuật này gọi từ ngoài thuật trí tuệ đó. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ thưa thầy, như người ta kiểu như là người ta xin sách mình mà mình cũng có hỏi là người ta muốn tu để được giải thoát không, thì người ta nói là rất là muốn, nhưng mà khi mình đưa cho họ mà họ kinh kê hay họ xé ý em nói là ý con nói là như vậy. Bây giờ đó mình phải kinh nghiệm chứ này nè. Thí dụ người ta nói tôi muốn tu giải thoát thì con đừng có nói, thì con nói là tôi có cuốn sách này có chỉ giải thoát mà tôi cũng chưa tin á, làm ơn nói giùm tôi. Mình phải gài họ vào trong cái thế nha, còn không được thì không, tôi mượn của người ta, không nói của tôi luôn. Nó hỏi ngay thì thôi đi trả cho tôi trả cho người ta để lấy lợi một cách yên tâm, chứ đừng có nghe người ta nói này kia nọ nhào vô là không được. Có thật tình không? Có thật tình anh muốn giải thoát không? Thì mình phải cũng phải dùng cái thuật, chứ không phải là muốn giải thoát được có nhiêu đưa cho ta. Xin lỗi anh, bây giờ vừa rồi đó, nó có một số người xin cái quyển quyền ký ra, nó xé, nó đem nó bán. Bị quyền ký 65 ngàn, nó bán có 10 ngàn. Bây giờ chiếm 10 ngàn khó lắm, nó chơi vậy đó. Nghe không? Thành ra mới phát hiện ra được. Nghe mình cho cái lợi cho xin, thì nguyên tắc là mình đăng bằng đăng mạng mình cho là người ta tới thì mình cho. Chơi mấy bà là chơi xong cái cắt cái chỗ và đóng cái dấu đi. Băng là bán sách cũ, cái cũ mà xin lỗi nó bán nó mua 30%. Ví dụ 60 thì nó băng 20. Mà bây giờ nó bán rẻ hơn 20 thì bao nhiêu sách cũ nó không mua. Cả sách mà có xuất bản là cũ nó mua hết. Nó mua chỉ còn 1/3 thôi. Đó phải nên nhớ, hiểu nhớ, anh em mà muốn tặng sách thì phải chú ý cái chỗ này nè. Nó là nó xin nhiều quá rồi, nó ấy nó đem đi bắn. Bây giờ nó hỏi vậy chứ đi xin hả? Một 10 quyển đi, nó kiếm được mấy trăm ngàn, chứ không được hết. Vậy phải chú ý chỗ này. Thành ra mình muốn giúp người khác giác ngộ giải thoát cũng phải có cái cách của mình. Đức Phật bảo là dùng cái trí tuệ của mình, chứ đừng có mù quáng. Thiền tông, bởi vì Đức Phật bảo là thiền tông không có xúi ai tu cái chuyện này hết đó. Mà ai muốn tìm sự thật thì cứ tìm đọc, mãi thì nghe không phải thôi, chứ cũng không ai bắt mình. Bởi vì chưa có cái đạo nào mà chưa, kể cả đạo Phật mình đâu mà cái ông tu mà vật lý xúi ghê lắm. Chỉ có cái pháp thiền tông này là đuổi ra vô sinh ở chùa. Tôi đã nói chùa này có Phật đâu vô tu, đã có ai tu đâu. Chùa nó không có tu, đừng có vô đây. Tôi đã nói đó là chứ không phải tại sao các chùa không cho tu. Tôi nói, cái thiền tông nó vậy á, thiền tông người ta dạy đi về Phật giới chứ không phải vô dạy tu. Thế ta mới nói vậy thì tôi nói rõ ràng là chứ không phải ấy đâu. Bây giờ rồi thử là vô đây có người nào tu không? Không ai tu, đợi ở đây vô lau chùa không chứ không có tu gì. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con có đọc kinh Kim Cang thì có một cái đoạn là Đức Phật nói là ta cũng chẳng có nơi đến, cũng chẳng có nơi đi. Thì thầy giải thích giùm con là như con hiểu cái câu này á, là ý Phật nói là cái Phật tánh mà nó như vậy, nhưng mà nó còn cái ý sau màu nào nữa hay không? Trong kinh Kim Cang có nói câu đó là ta cũng không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu, vậy nó có ý sâu màu gì hay không? Cái câu này có ý sâu màu gì? Cái kinh nó dịch là gọi là chữ Như Lai đó, không đến không đi. Cái chữ Như Lai là cái tánh Phật của mình, nó không đến không đi. Và tại vì nó đi vào quy luật luân hồi, nó phải quay. Cái sự thật nếu á một vị Phật mà ở bên Phật giới dẫn vô Phật, dẫn vô này được không? Ta cũng vô mà. À, còn sở dĩ mà vô đây nó quy luật luân hồi thì Đức Tổng Chuyên Gia có nói là cái là không đến không đi là vì thế mà
ông nói là gì, bất trùng lai đó ha, không đến không đi, chẳng đến chẳng đi. Đây là nói về cái Phật tánh nó không có luân hồi, nhưng mà tại vô nó mượn cái này, nó mượn cái tánh người, nó bị quay. Tại ông tham, ông muốn làm kim thân Phật, chứ nếu mà đừng làm kim thân Phật thì cái Phật tánh nhỏ đi, vô đây muốn làm Phật to là phải vô ráng chịu chứ giờ biết sao vậy. Thì vô đây ông thử mà, giống như mình á, vô đậm xe mà nó thử cái đu quay, nó quay như thế nào, nhào vô mua bỏ giấy rồi cho nó quay, thì mình đừng đi ra đi làm sao nó quay mình. Mình là mình phải hiểu cái nguyên tắc đó. Tất nhiên là không đến không đi, ý là nói là cái chân như á, là nói gì cả Phật tánh không có phải sanh diệt, không sanh không diệt, không cái gì đó là của cái tánh Phật đó. Thì muốn nói chỗ này, mà cái nói cái này là tạm nói cho nó vui thôi, chứ Đức Phật cái 49 năm tạm có nói cái gì đó rồi. Nó gọi là vỡ Phật, không còn phủ nhận này. Ta không có dạy mà cũng không có nói gì cái gì cái vấn đề cái Phật tánh này. Mà giờ sở dĩ có cái đạo Phật lập ra là muốn giúp cho trời cái tập thân đến Phật nó vào đây nó mượn mà không chịu nhớ, nhớ để đi ra. Giờ ổng có một Phật đạo vào đây ổng mất. Bây giờ ai cũng, tôi nói thật là tại có con người mình cũng có Phật tánh, và con thú, con trâu, con bò nó cũng có chứ không phải không. Nhưng mà tại nó bị cái nghiệp làm đó nên phải chịu thôi. Nó thành ra bây giờ thành ra cái Phật muốn chỉ là chỉ cái này, chỉ cho mình thoát ra. Thứ nhất, thứ hai là đừng có nghe những cái người ta lừa gạt mình, tưởng sao đi lên A Di Đà lên đảo này cũng xuống, lên thượng đế ở đảo cũng xuống, cũng không vậy đó. Đừng có, mà phải chỉ biết cách thật. Nhưng mà ổng nói là ổng chỉ, nhưng mà đều ổng chưa cho phép mình hỏi đó, có đúng không, Như Lai dạy có đúng không, ổng cho phép. Chưa có cái giáo chủ nào mà dám cho hỏi cái kiểu này. Mà nói giáo chủ mà nói là nói về pháp môn truyền tâm thì thôi, chứ còn pháp môn tịnh độ hoàn toàn không dám cho nói. Mật chú không dám cho nói, mấy ông thầy lý luận không cho nói, hoàn toàn chỉ truyền tâm mới dám nói câu này. Bởi vì thế mà đi từ nước Việt Nam ra thế giới, chùa nào có Phật không có nào ông trụ trì nào mà dám nói là cho hỏi thoải mái. Chỉ có chùa thì tâm tâm diệu mới dám cho hỏi cái này. Là gì? Vàng thì không sợ lửa, là chỗ đó là. Chứ còn xin lỗi mấy cái chùa kia hỏi ba câu rồi đứng tim rồi. Bị thắc. Bởi vì tôi nói là tại sao cái cổng chùa tu chuyên giải giải thoát, chánh điện là vậy, tu để thành Phật chứ không phải thành ma, thành yêu gì đâu. Ta nói rõ ràng mà chưa có chùa nào dám nói cái câu này. Nên đâu phải chuyện dở đâu. Xin lỗi mình đặt cái này mà báo chí nó đặt nó quay nó lại nó hỏi mình. Nếu mà dởm dởm là mình chết với nó liền. Thấy không? Thì bây giờ anh em hiểu cái này mai mốt, hiểu căn bản nãy tôi nói chắc cho hỏi được. Chừng nào hỏi không được điện thoại tôi, trả lời không được điện thoại tôi nói tôi lại giúp, tôi lại giúp. Bây giờ nó gần lắm, ví dụ con ở Hà Nội đi, giờ nói người ta hỏi vậy giờ con không biết trả lời sao. Chỉ cho trả lời năm đó để tôi suy nghĩ 5 phút với sự thật con điện thoại 5 phút. Thế còn đừng có lo cái chuyện đó, giờ hỏi tiếp đi. Như con đọc sách đó, con hiểu là khi mà mình có công đức nhiều thì cũng như lúc đầu đi con có công đức, đức nó ít, nhưng mà từ từ công đức con nó nhiều thì cái tánh thấy và cái tánh nghe của con nó kiểu như nó thanh tịnh hơn, nó kiểu như nó được sáng thôi. Thì ở trong sách nó có một đoạn như vậy, thì như con hiểu như vậy là thưa thầy là có đúng hay không? Với lại khi mà kiến tánh á, có nghĩa là mình cảm nhận được cái Phật tánh của mình là mình thấy cảm thấy mất thân, có đúng hay không ạ? Bây giờ con rất ít cần ôm rất nhiều thì cái này cũng khó phân biệt. Nhưng mà con suy nghĩ là con ví dụ giờ thế giới vật lý á, con học lớp 1 nè, con hiểu lớp 1 lên lớp 2, hiểu lớp 2 lớp 3, hiểu lớp 3 lên đại học, tự nhiên con hiểu. Thì con hỏi vậy chứ cái con người con có thay đổi gì không? Hoặc con không thay đổi, cũng ông A đó cũng là ông A, nhưng mà ông A ngày đó là học lớp 1, giờ ông A là lớp 12 hoặc đại học, nó cũng là vậy thôi. Còn cái hiểu sâu hay không cả là do mình biết.
chứ không có để người khác biết mình được đâu. Bởi vì mình có công đức ít nhiều là do mình biết. Hồi xưa mình có công đức ít thì mình cái tầm hiểu mình ít hơn. Bây giờ có công đức nhiều thì tầm hiểu mình nó nhiều hơn. Có vậy thôi. Rồi còn nãy kiến tánh phải không? Thì nãy tôi nói rồi, kiến tánh là tánh thật mình thấy. Nếu mà thấy và thoát ra được cái tánh của con người á thì thấy rất xa. Mà nếu mà thấy mà nó, bởi vì nó có mấy cái lớp thấy định. Ví dụ cái bây giờ đi cái Phật giảng đó, nó nhờ cái tánh người thấy thì nó không chuyên qua chánh tường được. Còn cái mà huệ nhãn nó thấy được cái cõi vô hình, rồi cái pháp nhãn thấy từng sát na, từng cái cây, từng con người, nhìn thấy sinh diệt từng con người, đó là cái pháp nhãn. Còn cái thiên nhãn thì nãy nói rồi, thấy trong một tam giới được. Thật nhãn thấy siêu suốt luôn, nó có như vậy thôi. Nhưng mà nên nhớ tu thiền tông đừng có mong cái này. Nếu còn mong cái này là còn mê cái này hoài, còn quên cái vụ kia, nó khổ rồi đó. Bởi vì nếu mà quên kia rồi cái đi khoe, bắt đầu con chỉ cho nó, con thấy chỉ quỳ nhãn cái gì. Khi đi làm thầy à, đi tôi nói chuyện với cô hồn được rồi, tôi nói chuyện này nó chết bên liền. Dính vô cái chuyện này là làm sao giải thoát. Tôi bắt đầu người ta cứ bu lượng mình để cho mình nói chuyện quá khứ về ai. Thành ra mình thành là nhận tiên tri rồi. Cũng đó quên mẹ cái vụ giải thoát này, cái lo mời kiếm tiền ông tiên tri này đó, thì là giỡn thiền tâm nên bỏ đi. Đừng có ham mấy vụ thấy cái này. Về Phật nhãn bởi đừng thấy đâu thấy, rồi mình muốn di chuyển trong càng không vũ trụ vẫn đi đâu thì đi. Còn ở đây mình muốn di chuyển qua Mỹ phải mua vé máy bay, rồi bay mấy chục tiếng mới tới. Phật nhãn vô trong khỏi, thành Phật khỏi, muốn một cái dèo tới cái góc trời nào cũng được, tam giới nào cũng được. Không mình lo cái chuyện cho giống như còn tu mà còn tốt nghiệp đại học bác sĩ đi, thì không bạch tình kiếm tiền. Chứ ngồi chưa dễ có lo đi kiếm từ đâu thì cắt đừng xài cái đó. Rồi tốt nghiệp đi, tốt nghiệp thành kỹ sư, bác sĩ hay là kiến trúc sư gì vậy, thì mình lấy cái nghề đó mình xài kiếm tiền rất dễ. À, đừng có mong những cái lạc vặt này. Giờ con hỏi tiếp đi. Thưa thầy, thưa tất cả các Phật tử của bên Thiền Tông Tân Diệu, tôi là Lê Quốc Hùng ở Tân Châu, Tây Ninh. Cũng có một cái duyên được vào trang mạng YouTube, biết được thầy Nhân dạy pháp môn đó là giải thoát về Phật giáo. Thì hôm nay về đó là thứ nhất đó là được thăm chùa, được có cái duyên là gặp thầy và được gặp tất cả các anh chị em huynh đệ ở đây. Mà cũng có cái buồn thấy thầy hôm nay cũng già, thầy chỉ bây giờ mà còn khoảng chừng 30 tuổi ấy, thì thầy có thể còn sống thêm được khoảng 50 năm nữa để thầy giảng dắt coi như là Phật tử đi cho nó dài hơn. Cũng như thầy nãy thầy có nói mà nếu mà khi thầy qua đời rồi thì có người khác lên thế, cũng như ông Hồ Chí Minh mà ông chết rồi thì ai cũng khóc, nhưng mà cuối cùng cũng có người khác là lãnh đạo, thì cái đó là câu nói để an ủi cho Phật tử. Thì thôi thì cái phần lời thăm hỏi của con tới đây á, thì xin tạm ngang. Và con cũng có làm một bài kệ, con cũng chưa phải là đại tử của Thiền Tông mà cũng chưa phải là Phật tử của Thiền Tông, nhưng mà cũng mến mộ thầy, mến mộ đạo, thì có làm một bài kệ 14 câu. Còn một chút nữa thì con sẽ trình bày, nhưng mà cái không phải là thắc mắc, không phải là gì đây để mà gặp thầy rồi hỏi những câu hỏi khó mà buộc thầy phải đấu đáp. Quan niệm con không phải là như vậy, nhưng mà ý con muốn hỏi ngay cái chỗ là lưng hầu để cho thầy giải đáp cho con được thỏa mãn trong cái tư tưởng của con. Và cũng chưa ai từng là giải đáp câu này cho con được thỏa mãn.
Thì theo con biết á, là thống kê cách đây á là 2000 năm, là từ thời mà công nguyên, thì loài người mình lúc đó là trên thế giới khoảng 300 triệu. Và bình quân cái con số nó kéo dài tới thế kỷ 13, là có nghĩa là khoảng 700 năm sau nhích lên được một chút là khoảng 400 triệu người. Và kéo dài cho tới thế kỷ coi như thứ 17 á, thì con người lên được 1 tỷ mấy. Và bùng nổ dân số á, là lên được khoảng 4 tỷ mấy vào thế kỷ 18. Và qua thế kỷ 19 á, là lên 7 tỷ mấy, và hiện nay là thiếu độ 8 tỷ. À, thì theo cái thuyết luân hồi của nhà Phật á, thì con người khi mà gieo nghiệp thì sẽ đầu thai thành súc vật, và súc vật trả hết nghiệp sẽ đầu thai thành con người. Thì cái vế này á, con giải quyết là 5 năm là bảo hòa. Con người khi chết làm tội bị đọa xuống địa ngục, và khi xuống địa ngục hết tội tái sanh đầu thai làm người. Cái vế này con giải quyết cũng 5 năm bảo hòa. Và con người tu, con không nói đến Phật giới, tại Phật giới là bên thiền tâm, cái mảng Phật giới con đại nguyên bên bên, con chỉ nói là cõi trời vô sắc hữu sắc, cõi tịnh độ và cõi dục giới. Thì khi con người mình là ở cái cõi ta bà này, thì khi mình chết, dùng cái từ cho nó gian gian cho nó dễ hiểu á, thì nếu mà trường hợp ví dụ như mình làm tội thì mình đi xuống, như cái vế phải con dự phân tích. Mà ví dụ như khi mình hết tội á, mình được phước, ở đây con chỉ nói tới là phước đức thôi. Còn cái công đức của thầy thì con để qua bên, tại cái đó là cái vế về Phật giáo á. Thì khi mình làm được cái phước đức á, thì mình được đi lên, ví dụ như là lên cõi trời, lên cõi tiên, lên cõi thần. Nó thì ở trên đó hết kiếp nó tụt xuống ha. Đó thì coi như là lên xuống đó. Thì tính cái tỷ lệ dân số nay là gần 8 tỷ người trên thế giới đó. Thì mình cái đạo Phật mình đã tu nay là 2000 mấy trăm năm. Thì con có cái suy nghĩ của con, chắc có lẽ là đứng chỗ hé về trển, thì coi như là trển xuống, thì coi như là cái tỷ lệ loài người mình á, nó phải cân bằng. Mà bây giờ cái loài người mình hiện nay là 8 tỷ rồi, nó thì coi như là ở trển xuống nhiều quá, chứ này chắc không lên. Cho nên là thiền tâm mình phải ra đào tẩy cho mình về Phật giới. Thì con nghĩ cái đó thôi. Nhưng mà thầy có thể là giải thích cho con ở cái bùng nổ dân số hiện nay, mà mỗi một con người phải có một linh hồn. Thì con thiết nghĩ là phải có một cái trung tâm sản xuất linh hồn mà đáp ứng đủ cái bùng nổ thế giới này đó. Chứ còn nếu mà ở trển xuống thì đây về phải bảo hoặc. Mà này ở trển xuống chắc ở đây không có về, sao mà con nguyên, mà nó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Ờ, xin thầy giải đáp cho con được thỏa mãn cái tưởng tượng. Đây cũng không phải là một câu hỏi khó. Ý đây là nàng muốn nói là vấn đề xin nhờ thầy giải thích dùng vấn đề mà bùng nổ dân số trên thế giới này. Bây giờ đó mình muốn hỏi cho hiểu cái này, thì hiểu cái nguyên tắc như này. Ở trong cái tam giới thì nó có sáu trái đất. Sáu cái đó chuyên môn để mà dẫn người ta đi luân hồi. Mà cái mà nói về cái nơi mà sản xuất linh hồn á, thì nó không có. Mà cái tánh Phật từ ở trong Phật giới á, trong đó nó có kêu bằng trong tánh Phật gọi là có hằng hà sa số. Vô đây là bây giờ nói thật. Bây giờ nói cái con cá đó, coi là có kiểm nổi con cá dưới biển không? Nó có bao nhiêu con không? Nó hết là con cá, nó trở lại là người đó. Rồi nó hết là người cõi trời, nên sẽ xuống cũng là người. Vì con người là gọi là trung tâm luân hồi. Anh hỏi cái câu gọi là sản xuất linh hồn là không đúng. Mà cái tánh Phật gốc từ bên Phật giới muốn vào trong cái đất đất với cái tam giới mình là cái nơi quay để đi luân hồi. Luân hồi trong cái quay này nó có một cái chi nhánh đó, gọi là tạo công đức. Anh vô đây đầu tiên có đọc là cái quyển số mấy mà tôi nói vô đây để tạo công đức, chứ tính Phật phải vô đây để đi luân hồi. Ông khi dễ á, ông nói là vô đây không ai ép được ông á. Ông tính Phật ông nói vậy đó. Tôi vô đây tôi mượn công thánh người để tôi tạo công đức, chứ tôi không có thèm đi chơi đi đây.
nó quên rằng vô quy luật luân hồi phải hiểu cái chỗ này là, thứ nhất cái tật con người mình không có nha, phải xác nhận là con người không có, mà rất khoa học, con người mình là do tứ đại hợp lại mới có con người. Rồi thứ hai cái tánh người nó cũng không có, do cái quy luật, tại cái quy luật nhân quả đó, nó kéo nó trở thành cái tánh người. Mà trong tánh người, cái tánh người nó mới phát ra 16 thứ tánh và 84.000 cái ảo nữa. Thành ra ta không có hiểu. Bây giờ nên nhớ là mình cái dynamo điện đó, nó vừa đứng thì nó không có gì hết, nó phát ra ví dụ 16 bóng đèn, 16 thứ đi, thì nó phát ra đủ đó. Rồi những cái tia nhỏ 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 đó là, thì Đức Phật gọi là 84.000. Cái đó là cái ảo giác, cái ảo giác quy luật luân hồi. Mà còn nói là cái số người, tại sao bây giờ nó lên 8 tỷ người. Nên nhớ rằng quy luật không, cái con người mà tới đất này lên tới 10 tỷ là nó bị rồi đó, à nó diệt hết rồi, đã để nó trở lại là cái nguyên thủy lại. Bây giờ nó cái trả lời cái là nơi sản xuất linh hồn không có, mà đây là cái tánh Phật nó có bên Phật giới đó, thì giống như là tánh Phật bên Phật giới này giống như cái biển nó rộng mật, trứng con cá là anh không thể đếm hết được đâu. Mà con cá nó muốn vô trong cái này, vô trong cái dòng luân hồi này để nó tạo công đức để về Phật giới để thành con cá đó, lên xuống là cái chỗ này. Nhưng mà nên nhớ là vô thì ít mà ra, vô thì rất nhiều, ra thì không có bao nhiêu. Nhưng mà các nơi đã lợi bây giờ nè, sở dĩ mà bây giờ nè các thú mà trong rừng đếm hết không, rồi các cõi trời, cõi tiên, cõi thần mình đâu có đếm hết. Còn cõi người bây giờ là ngạ quỷ, đổi cái ngạ quỷ mà nó trở lại làm người á, ngạ quỷ là linh hồn đó, nó đồng ý từ linh hồn nó trở về dòng tộc để làm người, đậu đó đếm không hết được, chứ là còn hàng mấy ngàn tỷ 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 chứ đừng có nói tụi mình đã có 8 tỷ người ở thôi. Nhưng mà cái quy luật luân hồi trái đất này 10 tỷ người bắt đầu phải biết quy diệt, đây là cái chu kỳ của nó. Mà cái này nói ra đó thì nó phạm vào cái mê tín. Mà Đức Phật chứng minh là cái mỗi lần mà con người lên tới 9 tỷ 10 tỷ người là trái đất bị quỷ diệt, nó không chịu nổi. Bây giờ thí dụ cái thành phố anh nó chứa 10 triệu người mà giống 20 triệu anh chịu nổi không? Bắt buộc phải dùng thủ đoạn để giết bớt đi, để chiếm đất của người ta. Thì bây giờ hồi xưa đó mình cái một mẫu đất á 10 người xong mà giờ nó 100 người là sao? Dùng thủ đoạn đẩy cái ra chứ, nó bắt buộc nó vậy. Đây là cái quy luật luân hồi. Còn anh nói về sản xuất linh hồn nó không có, mà từ tánh Phật vào đây mượn thân người để trở về Phật giới, nhưng mà nó bị là cái tử cung của người mẹ làm cho quên hết cái ý chí đó. Rồi thứ hai nữa là cái điện từ âm dương nó cuốn hút nó trở thành cái tánh người. Mà trong tánh người có 16 thứ, mà cái tánh người mà ham đi chơi đó là cái tham, tưởng và tham. À nó kẹt cái vụ tưởng và tham nó dẫn đi. Rồi trong khi đó nữa là 16 cái thứ của tánh người, mỗi thứ nó thích một chuyện, làm cho tánh Phật giống như ông uống 100 lít rượu hết cái đường đi á. Anh phải hiểu cái chuyện này. Mà cái quy định mà nên nhớ rằng Đức Phật bảo á, khi Đức Phật mà phổ biến, khi là Phật thành đạo mà phổ biến này ra thì 3.000 năm thì trái đất này không còn nữa. Vì thế mà cái đời gọi là cái đời mạt pháp á, mạt pháp là 2.500 năm sau khi Đức Phật nhập nước bạn, rồi 500 năm sau cùng nó chia ra mạt thượng pháp, mạt trung pháp, mạt pháp, rồi mạt hạ pháp là xong, là hạ nở rồi. Là ý ông muốn nói là cái trái đất này phải tiêu diệt sự sống. Mà bây giờ đó, bây giờ người ta chế bom nguyên tử nha, giết một lần mấy vạn người. Nhưng mà về sau nó sẽ có một cái văn minh hơn nữa, phải chế bằng bom điện tử đó. Cái đó là mới rắc rối đó. Nó chỉ cần bom điện tử nó thân xin lỗi, muốn hủy diệt cái thành phố 5 giây mất. Bây giờ mình bom điện tử nổ ra cái đùng chết cái dùng nó thôi.
năm mười cây số Bắc Kinh thôi, chứ còn bom điện tử, bởi vì nó lấy từ điện trong trong không gian, có hủy diệt, có hủy sự sống bằng cái điện tử, mới khổ vậy. Mà bây giờ chưa ai nói, mà ông Phật có nói là bây giờ tôi nói lẽ để nghe rằng cái sự thật nó còn những cái khí cụ cung kinh khủng nữa, chứ không phải đơn giản đâu, chứ không phải bom điện tử diệt người không nổi đâu, và không thành vấn đề là chuyện khác. Đó, mình nói là tới khi cái đầu con người nó văn minh là thì ai cũng có bơm bảo bối trong người, thì có chuyện xin lỗi giết chóc nhau là chuyện nhỏ à. Thì trả lời cho nó là nó, anh nói là tại sao mà cứ hồi đó nó nhỏ, bây giờ nó mấy tỷ người thì nó tường các nơi nó được trở lên làm người, chứ nội nó xin lỗi một chỉ cần một thái bình dương của mình anh điếm con cá ra, ta lấy cái vỏ điếm hết nổi không? Không nổi đâu. Rồi còn các loài nữa, còn một con hồ nó quỷ. Bây giờ ai mà nhìn, ai mà có con mắt quỷ nhãn nhìn thấy con hồ, trời ơi, cái gì chắc luôn. Thì bây giờ mình muốn nói cái chứng minh chỗ này nè. Bây giờ tôi nói là hình ảnh ở trên cái đất này nè, mà các đài truyền hình nó phát ra đó, anh tính hết nổi không? Cả thế giới này phát cái hình ảnh tính nổi không? Nói cái vụ ngồi ở đây thôi chút, cái hình ảnh nó chằng chịt khủng khiếp lắm. Bao nhiêu vật đậu với Việt Nam mình mà bao nhiêu 60 đài mà nó phát ra một lượt, tôi thấy bao nhiêu anh điếm hết đâu đó. Còn mình thì anh thua gì, mình mấy tỷ người thì cái chuyện nó cũng nhỏ. Nhưng mà nên nhớ là nó mà cấu tạo lớn quá thì bắt buộc con người phải hủy diệt theo cái chu kỳ thành trụ hoại diệt của trái đất này. Trái đất này không chứa được 10 tỷ người, 10 cái chừng bây giờ tới 8 tỷ cái đầu á, nó có 4-5 cái tỷ đầu á, mà nó muốn bóp trái đất thì lúc nào nó bóp, còn lên 10 tỷ thôi khỏi. Anh có hiểu không? Có thắc mắc gì thì hỏi gì. À, thưa thầy, thầy giảng là cái đoạn mà xuất vật thành người, thì người có thể thành xuất vật, thì cái đó thì con nghĩ nó là 5 năm. Nhưng mà thầy giảng ở cái đoạn này, cái đoạn là Phật tánh vào trong cái cõi này để được thành kim thân Phật mà bị dính kẹt trong đây ra không được, thì cái đoạn đó con thỏa mãn. Mà 2700 năm nay tu không có được thành bao nhiêu người, đó là tại vì quyền ký chưa ra đời. Cho nên hôm nay quyền ký ra đời để dẫn con người giác ngộ và giải thoát để về Phật giáo nhé. Thì con nghĩ từ đây về sau chắc có lẽ là dẫn hết, tại vì được đi về trận, chứ còn trước đây bị dính kẹt thì không được. Cái đó là cái suy nghĩ của con. Thì đạo Phật á, là một đạo hết sức là khoa học, mà các nhà khoa học hiện đại hiện nay trên thế giới chưa có một cái đạo nào mà làm thỏa mãn nhà khoa học bằng cái đạo Phật. Chỉ có đạo Phật mới làm thỏa mãn những nhà khoa học hiện đại. Nhưng mà đạo Phật á, thì có hai cái gọi là tuyệt đối. Thứ nhất là thiết lương hậu, thứ hai là luật nhân quả. Thì ở đây thầy có nhắn tới hai chữ lương hậu, còn nhân quả thì chắc là những nôm na, tại vì con chưa nghe thầy giảng. Nhưng mà cái lương hậu á, thì thầy nói con cũng thỏa mãn. Thì hậu dung của con á, hôm nay về đây á, thì gặp thầy để trao đổi với thầy, và con có làm một bài kệ. Con cũng chưa phải là Phật tử của Thiền Tông, nhưng mà con cũng trình bài kệ của con á để lên với thầy. Nếu mà có những chi mà sơ sót, mà có thể là vi phạm tới nội quy của chùa, thì coi như là mong thầy coi như là giúp chỉ giúp. Con xin mở lên cái bài kệ của con là nói chung nói về là chùa Thiền Tông Tân Diệu dạy giác ngộ và giải thoát, trong đó là những cái vế, trong đó là quyền ký, rồi Phật giới giải thoát. Ngoài ra không có gì không có gì mà sâu xa. Để xem.
thích tâm, diệu kỳ mang ngon tiền tâm học, giải pháp tiền tâm về Phật giáo, giác tâm học Phật tiền thanh tịnh, tổ đạo tiền tâm tiền Phật tịnh, gia phụng đại sư mãi vô kiên, giải tâm dược hội năm nhật lý, phát tâm dương đến quê Phật giáo, diệt tâm quê hương tất tự tâm, Phật dạy tạo nên nghiệp công đức, chấm thể ba ba học Phật tiên. Dạ con xin hết. Cái hồi nãy phải nói về vấn đề nhân quả đấy, nó kiếm ở trong cái cuốn này là ông Trần Nhân Tông để nó tìm ra đi, tôi không biết nó nằm ở chỗ nào. Thì con ông Trần Nhân Tông tính Trần Nhân Tông hỏi Trần Nhân Tông chứ giờ phụ chương chứng minh rằng cái nhân quả là do từ đâu có, thì nguyên tắc của nó đó, trái đất quay để tạo luân hồi, cái luân tường trong luân hồi này mới sản sinh ra nhân quả, nên nhớ vậy đó. Thì giống như cái dynamo điện nó quay để nó tạo ra điện, thì trái đất quay để tạo nhân quả. Thì ông Trần Nhân Tông chứng minh là nếu mà con mà bất cứ trên trái đất này người nào sống trên này phải sống trong nhân quả từ con người và vạn vật, có nghĩa là trồng dao đó, gieo một cây xuống đất thì cây nó sẽ lên thì lên ra cái quả là trái, chứ nếu mà con đừng có gieo xuống thì nó không sanh nhân quả. Nó nên nhớ là cái nhân quả là nó vậy, chứ không phải là các tôn giáo khác nó gọi là thượng đế ban hay là ông trời ban, không có đâu. Mà đây là nói rõ ràng, nó chưa tôn. Để đọc cái câu này là con đọc lại cho đọc lớn. Thái tử Trần Anh Tông hỏi câu 40: kính thưa phụ dương, như vậy loài người phải bị quy luật nhân quả luân hồi mãi hay sao? Kính xin phụ dương dạy con. Đức vua Trần Anh Tông dạy câu thứ 40: này Thái tử Trần Anh Tông, đây là quy luật của trái đất và tam giới này, không ai thoát ra quy luật này được. Con người sống trên trái đất này có 4 việc làm: 1. Tạo nhân quả; 2. Làm chủ vật chất; 3. Tạo ra vật chất; 4. Hủy diệt vật chất. Dạ hết rồi. Còn cái gì mà chứng minh đây? Hỏi được chứng minh đó. Không tìm đi. Thì ông Trần Tông chứng minh là mình gieo cái hạt xuống thì nó lên cây nó ra quả, đó là nhân quả. Cái đầu tiên là do cái hạt, còn mình bị cho nhân quả là đầu tiên là mình suy nghĩ và hành động, đó là cái nhân ban đầu. Hành động nó mới kết quả. Ví dụ bây giờ anh suy nghĩ cắt cái nhà, anh phải suy nghĩ rồi mới bắt tay vào việc xây cất, nó sẽ ra cái nhà là cái quả của suy nghĩ và hành động của mình, đó là nhân quả. Hiểu đơn sơ thì hiểu không? Không dạ, hiểu xin một cái quyển sách gì đâu. Hiểu. Cái này nó rất rõ ràng. Trên cái đất này không có làm cái gì đó, không có nói ông trời xuống do định cái tuổi mình hay là định cái số mạng nữa, mà do nghiệp làm. Bây giờ cái nhân quả của mình anh tối ngày anh có lo làm lụng bỏ tiền trong tủ anh đi, anh đừng có xài, thì cuối năm sao nó đầy tủ. Còn nếu anh làm có anh đồng mà anh xài 9 đồng nữa, không chờ 10 đồng rồi cuối năm cái tủ anh còn không? Nó có. Đó là do nhân quả và do cái tạo của đó. Thì ông Trần Nhân Tông cũng giải rất rõ chỗ này, là được nói là chứng minh rằng con người hành động, suy nghĩ và hành động là cái nhân của ban đầu. Kết quả những cái gì ham muốn đó là quả, đó là nhân quả. Còn anh giết, bây giờ luật pháp nó ấn định nha, anh giết người là sao? Thì cái quả ở tù, cái nhân ban đầu suy nghĩ ghét tên giết ra, cái quả sau cùng là ở tù. Đây là nó nhân quả rõ ràng. Đó trả lời cho nhân quả vậy anh ơi. Không, nãy con không có hỏi cái đó. Con không có hỏi luật nhân quả. Nhưng con chỉ nói là trong cái thuyết nhà Phật á, là có hai cái thuyết gọi là tiệt đấu. Thuyết luân hồi là luật nhân quả. Nhưng con ở đây con chỉ nói tới cái thuyết coi như là luân hồi.
con chưa nói tới kiếp nhân quả. Kiếp luân hồi thì nó đó nãy con có nói rồi, còn con không có hỏi. Là cái nguyên tắc của nó, trái đất nó quay. Dạ. Tôi đã nói rồi, luân là luân chuyển, hồi là trả lại cho cũ. Trái đất mà nó ở địa đầu tiên, ở điểm A nó quay một vòng trở về địa nam, gọi là luân chuyển trở về chỗ cũ và luân hồi. Thì cái luân hồi nó mới sanh ra cái nhân quả. Nên nhớ cái chỗ này nè, cái thuyết giáo Phật nó rất thực tế và khoa học, chứ không phải là nói mơ hồ. Không, không có đâu. Để còn đọc tiếp cái chỗ này cho nhiều người nghe. Câu hỏi thứ 71, kính thưa Phụ Dương, có thể, Phụ Dương có thể chứng minh trái đất này sinh ra nhân quả được không? Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu 71, này Thái tử Trần Anh Tông, Phụ Dương chứng minh trái đất này sinh ra nhân quả như sau. 1. Con đem hạt lê gieo xuống đất, từ từ hạt lê sinh ra cây lê, rồi từ từ sinh ra quả lê, đây là nhân quả rõ ràng. 2. Cây rừng ở trái đất có nhiệm vụ là ổn định khí hậu nơi trái đất này. Nếu đốt hay phá cây rừng đi, khí hậu không còn ổn định được nên sinh ra bão tố và ngập lụt, đây là nhân quả rõ ràng. 3. Nếu núi nào đó có người phá hết cây rừng, khi mưa xuống rễ cây rừng không còn hút nước được nữa, người sống dưới chân núi phải bị nước cuốn trôi bị chết, đây là nhân quả rõ ràng. 4. Nói tóm lại, con muốn ăn cây thì trồng ớt. 5. Ăn ngọt thì trồng mía. 6. Người cướp giật là của người khác và là phải ở tù. 7. Người tu giải thoát lừa gạt người khác bị quả báo rất nặng nề. 8. Thiền sư là vị thông tất cả các pháp môn thiền, còn giác ngộ và giải thoát là chuyện nhỏ. Còn không biết tự xưng mình là thiền sư, người này sau khi chết phải làm hoa báo. 9. Giảng sư là người thông lầu các kinh điển của Đức Phật dạy, không biết tự xưng mình là giảng sư để người khác cúng tiền, người này sau khi chết chắc chắn phải làm loài thực vật, vân vân. Dạ, hết rồi. Nói cái này là ông Trần Nhân Tông nói về vấn đề nhân quả. Thì thôi bây giờ có hỏi gì nữa thì hỏi, còn hỏi thì người khác. Dạ, thưa thầy, cho con hỏi là như con có đọc sách á, con thấy là Đức Phật nói là 1.000 người tu theo đạo của ta chỉ có một người tu đúng, 1.000 người tu đúng chỉ có một người giải thoát được thôi. Thì ở đây con hiểu á, nó khó chỗ là mình còn dính vật chất quá nhiều, dính mắc quá nhiều, nhưng mà nó còn khó chỗ nào nữa hay không? À, xin thầy giải thích. Cũng như cái câu hỏi này là tất cả mọi người ở đây ai cũng đồng cảm như con. Ở đây ý này cháu hỏi là trong sách có nói là Đức Phật nói 1.000 người tu thì dưới theo cái môn giải thoát chỉ có một người tu đúng, mà trong 1.000 người tu đúng thì chỉ có một người được giải thoát. Như vậy thì cháu ý cháu nói là cháu thấy là khó phải không cháu? Khó là khó cái chỗ một cái vướng mắt, cái ý thầy giải thích cho cái đề khó hả? À, cái khó nhất là của cái khó là do dính mắt, chứ khó là không lúc còn biết do khác là khó chỗ là do dính mắt chấp nhất, ngoài cái dính mắt nhập chất còn cái dính còn cái do là khác, đúng không? Đúng ý không? Cái khó ở đây đó là giống như là trái đất này nó đang quay, tánh người là 16 thứ, mà mình đem thứ dẹp bỏ cái này là không được. Trái đất này là cái đất quy luật luân hồi mà. Cái tánh người là cái tánh người đủ 16 thứ, mà tánh Phật nó biểu thanh tịnh thì ai thanh tịnh được đây? Vì thế Bậc Phật nói biết cái chỗ này chứ không phải dễ đâu. Giống một cái trái đất này giống như cái dòng bão đó, mà bây giờ bão cái thường ở trong này thanh tịnh nổi không?
không thanh tịnh nổi đâu. Nó khó là khó, bởi vì nằm ở trong quy luật. Mà cái tánh người 16 thứ, bây giờ có ai chịu bỏ 16 thứ tánh người? Nếu bỏ thì mình được. Rồi bây giờ đó, thứ nhất, Đức Phật muốn nói con người nó có 10 cái tần số, mà cái tần số cao nhất cái còn thập thánh, thập phạt, thập thánh thì mới ra được thôi. Có nghĩa là nó xóa bỏ tất cả những cái thế giới vật lý này thì mới ra được. Mà nên nhớ rằng cái chìm thì nó nhiều, chứ còn cái nổi nó rất khó ít. Thành ra bây giờ nếu mình so sánh á, nếu mà bây giờ cái thiền tông nó ra đời đây còn 10 năm thì viết sách, nhưng mà công bố mới ra có mấy tháng thôi. Còn suy nghĩ rồi, đừng cái người thường không nói, mà tất cả các chùa có ai chấp nhận cái này không? Nói cái người tu họ không chấp nhận luôn. Họ nói tu phải ngồi thiền rồi phải tụng kinh hay gì đó thôi. Nó khó là khó đó. Mà ở trong cái trái đất này vừa quay một cái là nhúc nhích là bị nhân quả rồi. Mà ngồi đó tu là gì, làm sao thoát ra được? Tại đó họ nó khó. Khó mà ổng không, đầu tiên ổng không dạy được nha. Ổng chịu cho ổng cho dạy, nhưng mà ổng đợi là người dân minh lên thật cao rồi mới nói là ta nghe. Mà ổng nói cũng không có bao nhiêu người đâu. Cũng vậy đó. Bây giờ đó, tại sao hồi Đức Phật độ được có 15 người, mà bây giờ chùa này nè, bí mật thiền tông tôi biết mấy trăm người, 400-500 người, nhưng mà nó bỏ nó đi trả ra hết hết. Cậu tôi thẳng là nếu mà trung thực nhất là không chưa tới 50 người. Nó khó là khó ở chỗ đó, mà đơn giản không? Mình thấy mình nghe nói hay vậy, nhưng mà thực tế có ai thực hiện được cái này đâu. Nó khó là khó chỗ này. Mà thành cái tỷ lệ ông Phật ông đón vậy thì tao không biết có đúng gì. Nếu có tên thì có tướng, có danh thì có tướng. Nên trên đất, dù ở trong Phật giới hay trên đất này, cũng danh là có tướng. Có người hỏi tôi thế này nè, hỏi vậy chứ sao trong luật tổ á, ông nói là kêu bằng bản la vô nhất Phật. Đúng là sai? Nếu mà đúng luật tổ dạy lúc đó là đúng, nhưng mà lúc đầu lúc tổ dạy lúc này là sai. Là tại sao ông nói vậy? Là cái thời đó phải nói vậy. Cái thằng này đời này đừng có nói là không có chuyện bản la vô nhất Phật, tại mình không thấy thôi. Chứ hỏi cô hồn có không? Có sao không có? Không có sao mấy nhà ngoại cảm hạ xuống thấy cô hồn? Nếu mà không có cô hồn mà tại sao mà có địa ngục, phải địa ngục không? Thì thiên nhãn ta vô thấy có tới địa ngục. Mà ông Lục Tổ sẽ gì ông nói là bản la vô nhất Phật, xưa nay không phải một lần là ông nói về cái thời đó. Cái thời đó chưa văn minh lên cao. Chứ bây giờ hỏi nha, mấy người người ta làm đại điều hình nội, hỏi cái dùng này có điện, có hình không? Mấy ông tiền thì nếu mình nói không có, ông nói mình nói bậy. Hằng hà cái hình ở đây này, biểu ông chứng minh, ông lấy tivi ông mở cái cấm nhặt ra nhảy ra vậy, thấy không? Cái đó là chứng minh rõ ràng. Thời Đức Độ Tổ nói là vãng lên như vật, nó không phải là cái vật. Nhưng mà tại vì ông nói là nói cho cái thời người đó. Chứ bây giờ nói là nói chuyện, bây giờ tôi nói là để có danh thì phải có tướng. Kim thân Phật là phải thật màu vàng mà cái Phật nhãn mới thấy được. Còn ở đây cô hồn các đảng phải người có huệ nhãn mới thấy được. Chứ mình cô mắt phàm phu thấy được, rồi nói sao đó. Đó là chứng minh cái câu đó. Vậy con hỏi tiếp đi. Có vị nào đặt câu hỏi? Cũng là cái câu hồi nãy thầy, mà ý con muốn nói là cũng như là mình quyết chí tu rồi đó, cũng như một triệu người đó là mình là cái người đó rồi. Không, có nghĩa là giống như 50 người thầy nói vậy đó, thì 50 người đó đi tiếp đến hết cuộc đời luôn, thì khi nó còn có nghĩa là quyết chí rồi hết rồi thì nó còn khó chỗ nào nữa không thầy? Ý con là vậy. Với lại cái câu thứ hai là thôi thầy cứ trả lời câu này trước đi. Chí rồi đó là một cái một triệu người có hai cái lực cản, một là do cái nghiệp của mình nó cản mình, hai là do cái tánh người mình nó cản mình. Nên nhớ một điều,
mình còn cái cuộc sống thiền tâm á, đừng có sợ nghiệp cản nha, đừng có sợ tới người cản, nó cản cản kệ nó, tôi vẫn là người ta nói gì nói mà tôi tạo công đức, mà khi mà mãn phần á, thì mình đã hiểu được cái công thức về rồi, tất cả những cái gì mà nó lâu kéo đừng xài tới nó, cho nó là cái quy chí của mình. Còn bây giờ mình có công đức nhiều mà mới vừa hấp hối bắt đầu mở mắt ra thấy ông Thích Ca, ông Thích Gia Di Đà rước mà về theo ổng là thua rồi, đến thì giờ 10.000 năm mới quay trở lại. Bây giờ tại sao trong kinh Diêm Ca Đức Phật là phải gặp Phật giết Phật? Nói chỗ này nè, tôi về Phật giới, ông đừng có kêu tôi đi lưng hồi nữa, tôi không vờ mất lơ. Giống như con ra bến xe miền Tây nó rủ con đi đủ thứ đó, không, tôi không biết đường đi rồi, tự tôi đi. Thì có ai theo dõi, ai theo rủ bọn đó không? Thấy không? Mình phải quyết tự chủ, tôi đã biết đường về Phật giới, đừng có ai dạy tôi nữa. Muốn học là học từ bây giờ nè, tôi còn sáng suốt tôi học, chứ để khi mà tôi lão quá rồi, đừng có nghe mấy cái ông thầy. Thứ nhất là mấy cái ông thầy ông lợi vụ á, đưa ông 5 triệu ông đi đưa về Phật giới á, đừng có nghe là mấy ông đó. Ông không biết đường mà ông dụ mà ông lấy tiền mình á, không có chừng cái chuyện đó, hiểu không? Hiểu. Hỏi câu thứ hai nãy có hỏi gì đi. Dạ, cái lúc mà mình cái chung ấm thân mình xuất ra cái sân đại này thì mấy giờ? Những cái cũng như là mình còn hai đường, thì cái đường dòng tộc á, khi mà ông bà cho mẹ mình hiện ra thì cái lúc đó mình đứng yên, nhưng mà lỡ mà mình khởi một cái điểm nào nhỏ, thật nhỏ tí thôi, thì mình có bị gọi là bị kéo theo hay không, hay là mình phải đi tới đó, mình đưa mình cũng như là mình phải đi theo thì mình mới bị luân hồi, hay là lúc mình đứng á, mình chỉ cần mà sơ hở mình khởi một điểm nhỏ thôi, hay là ví dụ như mình thấy người thân của mình cũng khởi một niệm, kiểu mình cũng biết là mình phải giữ tâm thanh tịnh rồi, tự nhiên thanh tịnh rồi, nhưng mà lúc đó mình chỉ khởi một tí yêu thương thôi, hoặc là ông thần ông dọa ma mình sợ quá thì cái lúc đó thì có bị luân hồi thân thể. Với lại á, cái con muốn hỏi là cái lúc mà rơi á thì cái người công đức nhiều là rơi cái thời gian là bao lâu, cái người công đức ít á là rơi bao lâu, mấy ngày hay là sao đó? Nhờ trả lời nghĩ đến trời mà luân hồi đó nha. Khi nào mình tu thiền tâm có một chút công đức rồi thôi, cửa các cõi trời đóng lại liền, tất cả các cõi giảng sanh thì đóng hết rồi, các loài cô hồn ngạ quỷ đều đóng lại hết, có công đức hết thôi. Mà duy nhất chỉ có mở con đường vãng sanh và con đường dòng tộc à. Còn nếu mà mình tính ra giống như mình để cái bong bóng nè, mà nó không nặng không nhẹ đó, thì thả nó đứng tại chỗ nè. Còn cái bong bóng nó nhẹ quá, nó bay lên, nặng nó rớt xuống. Mình phải hiểu cái công thức của cái trở về Phật giới đó. Nếu mình tạo công đức nhiều, hơi nhiều thôi, tất cả cửa đóng, nhưng mà cửa dòng tộc không đóng, vẫn còn một số dòng tộc. Thứ nhất là cha mẹ vợ con kéo rỡ, đó là tránh về tâm lý tình cảm mình phải theo. Còn nếu mình có công đức thật nhiều rồi, đóng toàn bộ luôn. Cái công đức thật nhiều rồi đó, nó không dính vào được trái đất này mà nó cũng bay lên được, là nó bị rơi, nó bị rớt ngoài trái đất, nó rơi xuống, nó rơi vào trung tâm vận hành. Còn nó rơi nhiều ít thời gian bao lâu là do suốt công đức của mình. Mau nhất 15 phút, lâu nhất 3 ngày. Tại làm sao mà người ta mở cửa mã 3 ngày người ta mở? Là đi vào cái dòng tập, vào cô hồn là ngạ quỷ mới mở cửa nha. Còn tất cả giảng sanh hay là xuống cái, đừng có mở cửa mã mất công lắm. Người ta giảng sanh nước cực lạc, năm tên đi vừa chết á, vào giấc ngủ, mở mắt ra, giảng sanh liền. Còn mà cái thứ mở cửa mã đó, vừa chết, 3 ngày sau nó thức dậy. Không thức dậy, không mà không bảo cơ mã là nó ngủ luôn á, ngủ có nhiều cả tháng trời luôn á. Tại sao có thuật được mở cơ mã này, là phải chắc là 3 ngày mở mã để hỏi vậy chứ, muốn làm ngạo quỷ hay vào dòng tộc
có là ngạ quỷ hay là cô hồn là cái chỗ này. Còn cái chuyện mà con rơi á, nhiều ít là do cái công đức của con. Mà nên nhớ công đức nhiều thì hoàn toàn cửa dòng tộc đóng luôn, mà chỉ còn giảng sanh thôi, được rơi thôi. Thần không dám lại gần, nếu lại gần nó nắng nó kéo mình lại. Còn nếu mà nó không dám lại gần thì nó rơi, thì kệ nó cho rơi. Vì trong lúc truyền thiền người ta nói để rơi, để cho nó rơi tự do đi. Chừng nào mà nó rơi đó, mình đang thấy ở trong cái khung cảnh mình ở trong cái hào quang đó, chính là cái hào quang đó là cái trung tâm của mình đó mà. Chừng nào mà cái hào quang nó mất cái dòng bảo vệ đó thì bắt đầu Phật nhãn mình mới mở ra vừa thấy tam giới liền, vừa thấy tam giới rồi mới vừa thoát ra khỏi tam giới, cái là vừa từ vừa có đẩy mình về Phật giới liền. Nó phải hiểu cái nguyên tắc đó. Còn cái chuyện mà rơi bao ra bao là do cái số công đức của mình, chứ không phải ai quyết định được cái này đâu. Còn nên nhớ có công đức nhiều dòng tộc không thì em, mà công đức ít dòng tộc thầy em, thứ nhất là vợ con á, anh ơi đừng có về Phật giới ở đi với em, mình thấy mẹ thì làm tiếp một chu kỳ nữa. Thì anh hỏi là gì, vừa thấy dòng tộc mà chỉ cần mình khởi ý cái không bị dính nào? Không khởi ý không dính, đừng có ôm, khởi ý được mà đừng có ôm mà nắm nó kéo quá, thấy không? Khởi ý không dính, khởi ý là mình nói vậy nó thôi, ba mẹ ơi con về Phật giới, ba mẹ ráng kiếm tu tiền tông đi về với con, cái đó được. Mai mốt cái cầu này có để cầu mọi lúc là chừng khoảng tháng nữa lên chụp hình xin chào tôi về Phật giới. Có cái này nó chuẩn bị làm á, từ cho mời hỏi tiếp cô anh đại là hỏi tiếp luôn. Thưa thầy, như thế là có trường hợp như thế này, tuy nhiên là cũng trong cái gần mà mình cũng muốn đưa cái pháp môn thiền tâm này ra rộng cho mọi người. Thế nhưng có những người như thế này, thực ra thì người ta là cũng theo những các cái pháp môn khác trước rồi, nhưng khi giao cái bộ sách thì họ đọc rất nhiệt tình và rất hiểu rõ. Thế và khi người ta có những thắc mắc thì không em bảo là lên trên chùa này có gì thắc mắc thì cứ hỏi trực tiếp là thầy nhân đây, nhưng người ta không lên, nhưng người ta hỏi những câu hỏi thì đương nhiên em cũng có trả lời cho người ta, cũng rất là mỹ mãn. Thế và người ta cũng rất là muốn nhưng mà lại không dám lên trên này để nghĩa là gặp thầy như này để xin vào bí mật vào kiến thức truyền thông hay bí mật truyền thông cũng dám lên. Thế thì lý do tại sao ạ? Ông cần quản lý nghiệp mình á, ổng cho đi. Ai cũng có thằng quản lý nè, cái này thằng quản lý không cho đi. Có vậy thôi, mà phận tiến nghiệp là ổng quản lý không cho đi, không phải là tự ổng không cho đâu. Là vì cái lực mình không dám, nguyên tắc tất cả những cái mà mình tạo âm đức và phước đức nó sợ cái công đức đó, nó dám vô, có vậy thôi. Ổng cho đi, muốn đi kéo dọ lại ông thần quản lý nghiệp mình. Chính mỗi người có cái ông thần quản lý nghiệp mình đọc ở trong cái mình, không biết trong cái quyển này có về đọc, nó có cái cách là tại làm sao mà người ta không đi, tại cái ông thần quản lý nghiệp giống như anh đi làm thuê cho cái công ty nào đi, anh còn hợp đồng á, anh ra được không? Thì là anh hết hợp đồng mà tự do ra, nó cho anh mở cửa cho ra, còn chưa hết hợp đồng còn lâu, nắm nó kéo rồi, thấy không? Rồi sẽ hỏi câu khác. Dạ thưa thầy, là bên gia đình con á thì ba con là đạo Thiên Chúa, lúc trước con cũng có nghe một cái câu là Đức Mẹ Maria đồng trinh, có nghĩa là không qua quan hệ nam nữ mà nhận sanh được con. Thì ở trong cái tam giới này có được cái trường hợp đặc biệt đó không thầy? Là đạo Thiên Chúa nó là Đức Mẹ Maria đồng trinh. Ở trên cái đất này là có trường hợp nào thứ hai xảy ra giống như vậy hay không? Cái câu chuyện này á, tắt máy hết rồi tôi nói nha, giờ đứng một mẹ bà thì tắt hết thì tôi nói thì
một người mà giúp cho 15 người đạt được bí mật thiền tông với lại 30 người đạt chiếu chỉ được phong thiền tông sư thầy thiền tông gia. Nhưng mà ý con đây không phải là ham muốn được cái đó, nhưng mà ý con muốn hỏi là mình đạt tới cái mức mà giúp được cái số người đó đó là cái mức độ công đức của mình nó nhiều hay là nó ít hay là như thế nào mà được phong như vậy. Hiếu cháu hỏi là cái tiêu chuẩn một người muốn được phong thiền gia thì phải giúp cho ít nhất 30 người đạt yếu chỉ và 15 người đạt bí mật. Nhưng mà ý để cháu không phải là hỏi cái vấn đề mà ấy, nhưng ý cháu hỏi là nếu mà giúp được như vậy đó, cái phần công đức đó, cái phần công đức của một người mà được mà giúp 30 người yếu chỉ, 15 người đạt bí mật, cái công đức là như thế nào mà mới được phong thiền gia? Giáp yếu chỉ thiền tông thì chỉ chiều một điểm đi, bí mật thiền tông 5 điểm thì cái nhân lên cái công đức, cái điểm công đức đó. Nhưng mà cái ý nghĩa mà phong thiền tông gia này nè là phải do cái người đó yêu cầu để tôi có đủ tư cách tôi giúp người khác. Mà thường thường cái thiền tông gia này phải đạt được cái trình độ này xong rồi mình mới lập ra cái thiền tông thất, mình đứng mình dạy người ta, nó có đủ tư cách, chứ không phải nói về cái phần trong đạo không có cái gì. Nhưng mà tôi nhớ là một người gặp yếu chỉ thiền tông thì giống như một được một đồng đây, người để bí mật thiền tông thì được 5 đồng, thì tùy theo cái số lớn đó mình chịu. Thường thường mấy người mà thiền gia mà được phong đó thì người ta hoạt động rất thuận tiện, anh có cái thiền tông thấp và đồng thời anh có cái chức danh thì người ta tin anh. Giống như anh đi học mà tôi đâu có cái bằng mà có bằng cử nhân nè, thì người ta tin anh. Còn cái anh không có cái bằng gì thì anh nói không được. Nói là tôi đã đạt với một thiền tông và tôi đã được trình độ giải giúp người khác được, người ta căn cứ vào này để giúp. Mà dưới điều kiện là phải có yêu cầu người ta mới phong, chứ không phải là muốn phong là phong. Có yêu cầu phong để gì? Nhưng mà phong anh phải có nhiệm vụ là anh phải làm việc để giúp cho nhiều người bớt cái mê tín gì đâu thôi, chứ cũng không thiền tâm này không bảo anh bỏ cái gì hết nè, mà bớt cái mê tín gì đâu. Chứ mê tín là tin làm sự thật, vậy đâu mà làm những việc kỳ cục kỳ quái á. Mục đích cái thiền tông gia này nè, nó chỉ có ý vậy thôi. Giống như mà ta cắt cho anh có cái bàn rồi anh ra làm cái gì sinh hoạt về cái vấn đề đạo tràng thiền tông nó dễ hơn, anh trèo cái bảng lên người ta tin anh hơn. Còn nếu anh không có cái bảng gì anh nói người ta cũng nghi, ta nghi cái vấn đề có đúng không nha. Giờ thì tiếp tục hỏi. Dạ thưa thầy, thì cho con hỏi là trong mỗi con người nó có cái hợp tánh này, thì từ lúc nhỏ mình sinh ra cho tới lúc già đó, thì cái Phật tánh trong con người không sanh không diệt không cấu không tịnh, nó hằng biết hằng nghe và hằng nói. Nhưng tại sao khi mới sanh ra đó, con người không có biết cái gì mà phải lớn lên rồi mới biết? Xin thầy giảng chỗ đó cho con biết nè. Lên Phật gia chưa? Do vì cái tử cung vô mẹ nó quay vô tử là gì là chết, cung là cái khung chết, vô là nó quên. Rồi bên ngoài thì bị cái ảo giác của cái tánh người nữa. Rồi 16 thứ tánh người nó quay thì làm sao nhớ được. Bởi vì vô trong này cái tánh Phật nguyên si, đừng có nói chi mà tánh Phật tầu nghiệp nha. Tánh Phật nguyên si vô đây đầu tiên là phải vô ngủ 9 tháng 10 ngày trong cái tử cung ra không còn nhớ. Một lớp thứ nhất. Lớp thứ hai, 16 thứ tánh người nó dẫn đi. Rồi thứ ba nữa, cái vỏ bọc của tánh người nó quay bằng điện từ âm dương nó mới tồn tại. Giống như cái vòng tròn ở trên cái không gian nó phải quay nó mới tồn tại cái vòng tròn. Chứ nếu nó không quay thì không tồn tại. Vì thế mà cái vòng tròn nó quay bằng điện từ vừa mới tủa ra được 84.000 cái ảo giác đó. Ba món này làm sao nhớ nổi được. Nhưng mà dần dần nó lớn lên rồi nó vương tập
từ xung quanh giữa con người với nhau. Nếu nó hên, nó huân tập được cái công sức giải thoát thì nó mới hiểu. Còn nếu mà nó huân tập vào trong mấy ông thầy vật lý thì phải thay ổn luôn. Nó chỉ nào huân tập được cái công thức giải thoát thì mới mong giải thoát được. Nó phải hiểu vậy. Nấu mà cái 9, 8, 10 ngày nên cô ra cũng quên rồi. Giống 9, 8, 10 ngày giống như uống 9 lít rượu. Được cộng thêm uống ngoài, nó luôn quay anh nữa để làm sao nhớ nổi. Thì như thế mà mới tập từ từ nó tu, coi là nó huân tập theo cái vật lý. Bởi vì tại sao? Đứa nhỏ mà nó ở trong cái môi trường mà đạo giáo thì nó ra nó rất thánh thiện. Nó vui đó, mà đứa nhỏ mà sanh nhào vào trong cái chỗ mà cái bằng đảng á thì nó ra nó hung dữ. Nó vậy đâu là cái nguyên tắc, nó nguyên tập mà. Có hiểu không? Đó. Hay hỏi tiếp, không phải từ đóng cửa. Cái vấn đề nào nói tiếp không ạ? Sao mẹ chúng ta